Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 61. Có câu, trộm được bèo trôi nửa ngày nhàn. Nhưng cuối cùng Thúc Thận Huy vẫn bỏ mấy ngày. Nhàn, trộm, chưa dùng xong, trong đêm mưa to như chút nước kia, chưa đợi nhỏ đi, đã lên đường đi Giang Đô. Bàn tay cản kiếm kia, sau đó được lưu hướng băng bó lại lần nữa. Dù đã cầm máu xong vết thương vẫn co rút đau từng đợt, thật giống như trái tim y. Sau khi lên đường, cả người y vẫn đắm chìm trong cảm xúc chuyện đêm qua mang lại, hoàn toàn không cách nào tự kềm chế. Mỗi lần nàng tìm hòa thượng đến cùng là nói chuyện gì? Ở chỗ hắn ta mới có thể thấy yên tâm, ngủ được. Nàng thế mà vì người khác, quỳ trước y, thậm chí còn quyết tuyệt cắt tóc. Nhưng dù là vậy, cuối cùng nàng đứng lên, giả vờ hỏi một tiếng tay y có đau không, có lẽ y cũng sẽ còn giữ lại một tia tình cảm cuối cùng dành cho nàng ấy. Còn giờ đây, mất hết cả rồi. Cứ vậy đi, nàng có thể quay về nhạn môn. Câu kia, cuối cùng y không chỉ là nói cho cô, mà cũng là nói cho chính mình. Cả người y bị tâm tình ấy dày vò, khi thì phẫn uất khi thì uể hoài, khi thì hối hận, khi thì khinh thường, cuối cùng, y thấy lòng mình đã hoàn toàn nguội lạnh. Cứ thế, mấy hôm sau, mãi đến khi vào đến Giang Đô, cuối cùng mới có thể rời lực chú ý, bắt đầu bận rộn chuyện của mình. Hoài Dương được trời yêu đãi về địa lý và sản vật, là vùng đất thiên hạ phồn thịnh xưa nay. Hôm nay càng may mắn hơn, trở thành trạm chính nhiếp chính vương đương chiều khi nam tuần. Theo tin báo trước đó, mấy hôm nữa đoàn người của ngài sẽ đến. Từ sớm, mấy ngày qua, quận trường thích xứ và các quan huyện bản địa đã bận rộn chuẩn bị tiếp giá bọn họ nào biết nhiếp chính vương sớm đã tách khỏi đại đội cải trang đến đây thúc thần huy đi chậm lại như trước xuống ruộng thị sát chuyện trồng trọt các huyện dọc đường hôm nay y đi ngang qua huyện vĩnh hưng trong tay lưu hướng nắm danh sách châu huyện dọc đường chuyến nam tuần nói huyện vĩnh hưng chưa tới vạn hộ cách xa quan đảo vùng đất xa xôi cưỡi ngựa phải mất nửa ngày hỏi phải chăng nên bỏ qua thúc thần huy ngồi trên lưng ngựa nhìn ra hướng huyện xa xa tự dưng như nhớ đến việc gì, hỏi. Phải chăng huyện lệnh là Cao Thanh Nguyên? Lưu hướng nhìn lại, khẽ giật mình, ngẩng đầu đáp. Đúng vậy, sao Điện Hạ biết? Thúc thận Huy không đáp, chỉ nói. Đi xem một chút đi. Y đã mở miệng, đường có xa Lưu hướng cũng phải theo. Từ buổi sáng xuất phát, đến chiều mới tới một thôn thông đến huyện thành. Để lại ngựa và tùy hành bên đường, Thúc thận Huy và Lưu hướng vào thôn, thấy ruộng lúa xanh xanh, nông dân đang bận gầy ruộng, có điều hôm qua vừa mưa một trận, đường ruộng rất lầy lội, hoàn toàn không có chỗ đặt chân. Thúc Thận huy dẫm đường đất đi tới, Lưu Hướng nối gót theo sau. Chưa đến một lát, bên dưới hai người lấm đầy nước bùn. Qua một mảnh ruộng, phía trước là bờ sông. Lưu Hướng thấy Y dừng bước nhìn quanh, đứng một lát, bỗng đi đến bờ sông. Ông tưởng Nhiếp Chính vừa muốn đi gột giày, cũng đi theo. Nào ngờ Y chỉ dừng ở bờ sông đưa mắt nhìn tới trước. Lưu hướng dõi theo ánh mắt y, nhìn sang. Mặt sông rộng lớn, chỗ cửa sông rộng nhất phía trước cũng đến hai ba mươi trưởng Dọc theo hai bên bờ dài, có vết tích đào bùn cắt nạo vét sông và xây dựng bờ đê, nhưng chẳng biết sao, bờ đê như bị xây nửa đã dừng, ven bờ che bùn cắt đá các thứ chất đống, bờ sông trống trải không thấy một người. Lưu hướng không rõ lắm chuyện thủy lợi nông sự nhưng cũng nhìn ra, địa thế vùng này đang trúng, giờ còn tạm, đến kỳ nước lên, nước từ thượng nguồn xuống e là tràn bờ, chảy ngược vào đồng ruộng. Một lão nông tóc trắng gánh thùng nước đi tới, dừng bên bờ múc đầy thùng nước sách lên bờ. Không để phòng bờ sông bùn nhão không chịu được nặng, chân trần chân ướt đứng không vững, người bị thùng nước kéo muốn ngã vào lòng sông, bỗng sau lưng có một cánh tay kéo ông lão lại. Lôi người về xong, lưu hướng lại với chục hai thùng nước kéo lên bờ. Lão nông đứng vững rồi, kịp định hồn, thấy hắn từ mặt đen ra tay giúp đỡ, bên kia còn có một thanh niên chào hỏi mình. Lão trượng bị sợ hãi rồi. Thanh niên đầu đội nón rộng vành màu xanh, y phục nửa mới nửa cũ xem ra giống người đọc sách trong huyện thành. Nông dân không khỏi câu nệ, liếu díu xoay người. Già dạ không sao, đa tả hai vị giúp đỡ. Thúc thận huy mình cười gật đầu, lại hỏi. Xin hỏi lão trượng, mấy năm qua vùng này mùa màng như thế nào? Quan phủ thu thuế mấy thành? đủ sống chứ." Hán tử mặt đen nhìn cũng giống một nhà nông, song người đọc sách này, mở miệng không phải người địa phương, là tiếng phổ thông, lại hỏi chuyện này. Lão nông không khỏi lộ vẻ do dự. Thúc Thận Huy cười nói: "Hai bọn ta từ nơi khác tới, hôm nay tình cờ ngang qua. Nghe nói Hoài Dương giàu có nhất thiên hạ, đang định tìm một nghề xem có thể dừng chân sống qua ngày không." Lão nông thấy y cười hòa nhã, bỏ đi đề phòng. Tiểu Lang Quân hỏi chuyện này à? mấy năm qua, quan phủ cũng không thu thêm thuế. Khó khăn thì khó khăn, tóm lại vẫn vượt qua được. Sợ là sợ ông trời không để người ta sống yên ổn. Năm ngoái trong huyện lũ lụt một lần, thu hoạch tốt lắm cũng chỉ bảy tám phần. Nộp quan lương xong cả nhà bóp bụng, mượn lương mới sống được. Chỉ mong năm nay ông trời mở mắt, đừng gây hỏa thủy nữa. Nói xong, nhìn mặt sông bên cạnh, lo lắng. Thúc thận huy chỉ vào bờ đê dở giang không xa ngoài kia phía bên đó có chuyện gì vậy? Xem như là xây một nửa lại ngừng. Lão nông thuận theo ngón tay y liếc một cái, càng thêm cao mày thở dài nói. Đừng nhắc nữa, vì nó mà huyện tôn đắc tội cấp trên, rước hòa vào thân, không biết ra sao rồi. Thúc thần huy nói. Lão trượng có thể nói rõ hơn không? Lão nông dường như có phần sợ hãi, nhìn quanh quất, khoát tay, nói mình còn phải đi tưới ruộng, quẩy gánh nước, vội vội vàng vàng đi. Thuốc thần huy nhìn bóng lưng vội vàng của lão nông rời đi, xoay qua lưu hướng, bảo ông tìm người nghe ngóng tường tận. Dù ông nói khẩu âm vùng khác, nhưng với khuôn mặt đen và khung xương thô như nông dân, cũng chẳng phí sức, nhanh chóng đạt mục đích. Địa thế huyện này nằm vùng trũng, đến 89 tháng triệu bão Đông Nam, thường gây lụt lội, song vì xa xôi, lại không nhiều hộ, không hiện giữa đông đảo quận huyện của Giang Đô, là huyện cấp dưới, bên trên luôn ít coi trọng. Huyện lệnh cao thanh nguyên vùng này, ba năm trước đến nhậm chức là người năm việc thấy đường sông nhiều năm chưa từng nạo vét đê đập lâu năm thiếu tu sửa lũ lụt vừa đến là như không vừa đến nhậm chức không lâu đã thỉnh xin châu phủ cấp tiền cho nạo vét đường sông thêm đê đập hàng năm địa phương đều có dự toán tương quan bộ thủy phát xuống nhưng quan châu tưởng chính cứ cổ cưa chỉ nói chỗ khác còn quan trọng hơn mãi không cho câu trả lời cao thanh nguyên đợi hơn 2 năm biết không thể cậy vào muốn trước khi mình rời chức xúc vùng này giải quyết chuyện này Bèn tự phát động dân trong huyện gom góp thuế ruộng, thay phiên gia công. Dân huyện chịu khổ chuyện đường sông đã lâu, có huyện Tôn dẫn đầu dĩ nhiên nô nức hưởng ứng. Nạo vét đường sông xong, Cao Thanh Nguyên lại tìm đến công nhân Trị Thủy, thăm dò địa hình, thêm đê đắp đập. Ai ngờ nửa tháng trước, bỗng bên trên đưa xuống lệnh đình công, bảo xây dựng đập vây ở đây sẽ làm hư mất mạch khí huyện kế bên, huyện bên đã đưa cáo trạng. Mà thực tế là, tưởng chính nghe đâu đồn có kẻ chỉ trích hắn cho rằng là cao thanh nguyên tung ra. Lại qua mặt hắn phát động dân huyện tự đắp bờ, chẳng phải là đang vào mặt hắn sao. Oán hận trong lòng mới tìm cứ hạ lệnh đình công. Nghe nói hôm đó, Cao Thanh Nguyên đang giám sát ở bờ đê đang xây một nửa này, nhận lệnh trên xuống, tức giận không thôi, ngay tại chỗ mắng to tường chính nuốt khoản tiền triều đình phát cho công trình thủy lợi, nói chờ nhiếp chính vương Nam Tuần đến, ông sẽ đi cáo trạng. Ban nãy lão trượng nói hắn rước hòa vào thân, giờ hắn đang ở đâu? Thúc Thận Huy nghe xong hỏi, có thôn dân quan tâm, từng đi huyện nha xem, cửa chính đóng chặt, nói là mấy hôm trương tưởng chính khiển trách tội phạm thượng của hắn, bắt đóng cửa hối lỗi, không được phép tham dự đón giá. Thúc Thận Huy đứng trước bờ đê rửa giang, trầm ngâm. Nông dân làm ruộng kê bên thỉnh thoảng quang ánh nhìn hiếu kỳ sang thư sinh đội mũ rộng vành đứng bờ sông bên này, y đạp bùn, đi ra khỏi thôn. Trạng vạm tối, hạ nhân đưa cơm canh tới viện lệnh Cao Thanh Nguyên không có lòng nào ăn uống, ngồi trong quan đường huyện Nha Mình, cau mày, tâm tình nặng nề bần thần. Cha Cao Thanh Nguyên từng là thủy lại địa phương, từ nhỏ ông đã đi theo mỗi lần bổ nhiệm, tận mắt nhìn thấy lũ lụt tràn lan phá hỏng ruộng đồng, tai họa dân sinh thế nào. Sau khi ra làm quan, ông liền lập chí muốn làm chút việc thực tế cho dân. Lần này gặp cản trở chèn ép vầy, mấy hôm trước, còn nhận được lời trực tiếp của cấp trên, ý là lần này nhiếp chính vương Nam Tuần tới đây, là vì đại tế bắc phạt, địa phương nên trên dưới đồng lòng, chung tay hợp lực. Nếu ông dám đem chuyện nhỏ nhặt này phá hư cục diện, phá hỏng hào hứng nhiếp chính vương thì hãy coi chừng. Là uy hiếp trắng trợn. Không chỉ thế, cũng vì hôm đó ông ăn nói Phạm Thượng đã bị tạm thời cách chức, mất đi tư cách đến đón giá. Cao Thanh Nguyên ban đầu chỉ là một tiểu lại, năm 20 tuổi, cha ông hy sinh vì nhiệm vụ, ông kế tục chức của cha, nhiều năm qua, được điều nhiệm đi về các nơi, chủ quản công trình thủy lợi, cứ thế 20 năm. 3 năm trước, triều đình hạ trì, quan lại địa phương có thể dùng đánh giá thành tích đặc biệt mà thăng chức, ông được một viên thượng quan thường thức mình đề cử, mới cuối cùng truyền từ lại thành quan, đến đây làm huyện lệnh. Hôm đó cạnh bờ đê, ông xúc động phẫn nộ, đúng là đã nói muốn tìm nhiếp chính vương cáo trạng. Nhưng trước đó ông cũng không có cơ hội tiếp cận lên trên, cũng không biết đương kim nhiếp chính vương đến cùng là người thế nào, lần này năm tuần là thật vì dân tình hay là thích việc lớn hám công to, vì tuyên dương ơn đức triều đình. Huống chi hiện giờ, xem như ông muốn sách đầu sông vào cáo trạng cũng không còn cơ hội. Ngoài huyện nha có kẻ theo dõi sát sao, ông đã bị giam lòng. Nhiếp chính vương chỉ cần ngày nào chưa đi, sợ là ông sẽ bị giam thêm ở đây ngày đó. Nhưng nếu thật sự khuất phục như thế này, một nửa con đê đang dựng ném một bên thành công dã tràng, sau này bảo ông lấy mặt mũi nào đi đối mặt hương lão toàn huyện. Tâm tình cao thanh nguyên buồn khổ vô cùng, đi qua đi lại trong quan đường, đang sốt ruột không tính gì được, chợt nghe ngoài đường có tiếng ầm ĩ như ai đang đánh nhau. Ông vọt ra mấy bước, thấy cửa huyện nha mở toang, một hán tử xông vào, không thèm quay đầu nhìn, nhấc chân đá người đuổi theo ngăn cản, một cước đá một tên, đám kia luôn mồm kêu thảm, bay ra ngoài ngã ngổn ngang ra đất, rên rỉ không ngừng, thấy cánh tay đã gãy xương bị thương không nhẹ. Hán tử thoát khỏi người, nhanh chân tiếp tục bước sang bên này. Cao Thanh Nguyên nhìn thấy hãi hùng khiếp phía, mới đầu tưởng tưởng chính phái người đến muốn giết mình công khai, kinh hãi khi gan hắn to bằng trời, lại nhìn lại, mấy tay bự con bị đạp bay kia hình như mới là nanh vuốt của tưởng chính phái tới canh trường ông, trong phút chốc hồ đồ luôn. Thấy người kia đến gần, là một đại hán mặt đen, dừng bước hỏi. Ông là Cao Thanh Nguyên, huyện lệnh vùng này, Cao Thanh Nguyên phản ứng lại. Ngươi là ai? Người kia ghé đến gần tai ông thấp giọng nói một câu, Cao Thanh Nguyên sợ ngây người, kịp tỉnh táo lại, mới đầu còn bán tin bán nghi, nhìn ra cổng chính huyện nha, trần trừ một lúc, hỏi. Xin hỏi, còn Túc Hạ là ai? Lưu hướng móc lệnh bài tùy thân chia ra, lệnh bài bằng đồng thau, chính giữa phía trên khắc đầu yêu quái giận dữ trợn mắt, nhe răng bốn phía, ở giữa mặt trước khắc nổi chữ. Cấm quân ti, mặt sau là chữ chìm nhỏ. Đại Ngụy Phụng chỉ chế tạo, xuất kinh dùng. Nhìn thấy vật này, biết không thể giả tạo, không còn nghi ngờ, lòng thầm sợ hãi mà mừng rơn, không người tạ ơn người trước mặt rồi cất bước, chạy như điên ra ngoài. Ông chạy quá nhanh, đến ngưỡng cửa bị vấp té nhào ra đất, lại chẳng mảy may thấy đau, lại đứng dậy chạy tiếp ra khỏi cổng chính đại môn, nhìn thấy một người thanh niên thân mặc thường phục đứng ở bên ngoài, đang chắp tay sau lưng mà đứng, thân hình như tùng, ánh mắt trầm tĩnh thấy ông chạy ra, nhìn sang. Cao Thanh Nguyên đương nhiên biết nhiếp chính vương đương chiều chưa quá 2425, đang lúc tráng kiện, giờ thấy người trước mặt, lại thấy một đội tùy tùng đứng nghiêm cách anh ta không xa ngoài kia, thầm biết vị này nhất định là người đứng đầu đội Nam Tuần, tâm tình kích động vô cùng, quỳ xuống, hô. Nhiếp chính vương ở trên, vi thần huyện lệnh vĩnh hương Cao Thanh Nguyên tiếp giá tới chậm, nhiếp chính vương thứ tội. Nói xong dập đầu, thúc thần huy lệnh ông đứng dậy. Cao Thanh Nguyên biết mình không thể quá thất thố, cố hết sức đè tâm tình kích động xuống, chậm rãi đứng dậy. Thúc Thần Huy ngưng mắt nhìn ông, bỗng mỉm cười. Bổn vương nhớ tên ông, ba năm trước, triều đình từng đặc biệt thăng trước một nhóm quan lại có tài, công văn bộ lại lúc đó chính tay bổn vương phê ký, trong đó có ông, nghe nói trước kia lệnh tôn vì trị thủy mà mất, ông kế thừa nghiệp cha làm công trình thủy lợi. Lúc ấy bổn vương nhìn qua, đến nay vẫn còn ấn tượng. Y gật đầu, ông quả nhiên chưa từng phụ tín nhiệm của triều đình, bổn vương rất hài lòng. Cao Thanh Nguyên lại ngần ra, ông tuyệt đối không ngờ, một thứ nhỏ nhoi ba năm trước, tên mình kẹp giữa ba trăm tên người được ghi chép, nhiếp chính vương một ngày trăm công ngàn việc, vậy mà đến nay không quên. Trong giây phút này ông không chỉ kích động, mà là kích động phát run, mắt dương dương lệ nóng, vừa đứng dậy lại quỳ thục xuống dập đầu liên tục, nước nở nói. Nhiếp chính vương quá khen, vi thần đã phụ tín nhiệm của nhiếp chính vương, Tới đây ba năm, lo liệu một con sông gây hỏa mà đến giờ vẫn chưa xong. Còn phải nhọc lòng điện hạ trên đường Nam Tuần đầy bận rộn hỏi đến. Là tội của vi thần. Ông đến đây làm quan ba năm, thanh liêm thủ chính, yêu dân như con. Thời gian này vì đắc tội với thượng quan vì chuyện xây đê, dân huyện đều ấm ức lo lắng cho ông. Ấy hôm nay luôn có người trông chừng ở cổng huyện nha. Vừa rồi lưu hướng phá cửa mà vào, lại thêm động tĩnh thế này, chung quanh rất nhiều người bu lại, nghe vậy, mới biết đúng là nhiếp chính vương đích thân tới, tất cả đều theo cao thanh nguyên quỳ xuống. có người chỉ lo dập đầu, có người mong biện bạch cho huyện tôn, có người gan lớn lên án châu quan. trong phút chốc, ngoài huyện nha rối loạn một vùng. thuốc thần huy ra hiệu cao thanh nguyên dẫn dân chúng đứng dậy, nói: thiên tử yêu dân, chuyến này bổn vương nam tuần là thay thiên tử nhìn dân, làm tai mắt cho thiên tử. có sâu có xa cũng là dân của thiên tử, sao lại đối đái phân biệt? các ngươi lập tức làm trở lại, cần phải đuổi trước kỳ nước lên năm nay mà sửa xong đê đập. Khoản tiền cần thiết cho thủy công, trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ phát xuống. Trung quanh tiếng vui mừng không ngớt, Cao Thanh Nguyên dẫn dân huyện khấu tạ ơn nhiếp chính vương, không màng trời đã chạm vạng, lập tức chạy đến con đê, chuẩn bị làm tiếp. Ngày thứ ba, thích xứ và thái thú dẫn theo mấy trăm quan viên lớn nhỏ bản địa cùng thân sĩ có tiếng, cuối cùng chờ đội Nam Tuần ở bến tàu, lại không thấy nhiếp chính vương hai bên giật mình, tìm khắp nơi mới biết y đã tới từ trước, giờ đang ở bờ sông huyện Vĩnh Hưng, nghe nói dừng lại đã mấy ngày, tự mình giám sát. Đám người qua sợ hãi chạy tới, đến nơi, thấy phu dân qua lại ven bờ, khi thế thi công ngất trời, huyện lệnh Cao Thanh Nguyên đang cùng với nhiếp chính vương tuần sông. Quan viên ai nấy sợ hãi, ai mà ngờ nhiếp chính vương chẳng những đến sớm, lại còn đến huyện nhỏ xa xôi này. Dối rít lên bài kiến. Nhiếp chính vương sai người tháo mũ quan và bào phục của Tưởng chính ngay tại chỗ, Thăng chức cao thanh nguyên làm Đông Nam Hà đạo đặc sứ, tổng quản việc đường thủy các châu huyện Đông Nam, lại hạ lệnh nghiêm tra tham nhũng, điều tra quan viên giữ lại khoản tiền thủy công, có một trị một, tội thêm một bậc, tuyệt đối không nhân nhượng. Y dừng ở Giang đô tổng cộng nửa tháng, bận rộn, ngoại trừ Thăng chức cao thanh nguyên và hơn 10 quan viên khác có làm chuyện thực tế bên ngoài giết tường chính và ba tên quan viên cấu kết dẫn đến lòng phẫn nộ to lớn của dân chúng gian đe. Thiên ân và sấm xét trỗi dậy xong, trong tiếng tán tụng của dân chúng giang đô rời đi, tiếp tục xuôi nam, cứ thế một đường tuần sát, chừng chỉ tham quan, để bạt quan lại mẫn cán, chừng sau hai tháng, đến cuối tháng bảy, về đến tiền đường. Quan viên bản địa đã nghe phong phanh chuyện y nam tuần, đều biết ý thiết thực khắc nghiệt, câu nói. Thay thế thiên tử nhìn dân, làm tai mắt cho thiên tử ai ai đều biết tuy nói một đường y thăng chức không ít người nhưng chặt đầu xuống cũng là thật ai biết kế tiếp có thể tới phiên mình không tiếp đón người xong nơm nấp lo sợ nơi nơi giữ gìn mấy việc phô trương đã chuẩn bị xong từ mấy tháng trước đều hủy hết đại ngụy hàng năm đều cấp bảo phục mới cho quan viên xong hôm đi đón tiếp y người người mặc đồ cũ không biết còn tưởng rằng triều đình đại ngụy giờ phá sản đến cả y phục quan viên cũng không phát nổi nhưng chẳng ai ngờ tới sau ba ngày nhiếp chính vương tuần sát xong, hôm ấy, bỗng xếp trăm bản yến ở hành cung ven hồ, mời các cụ từ 70 toàn thành đến dự tiệc, yến hội thết đãi ba ngày. Lại buông lời, triều đình bắc phạt, y mời trường giả dự tiệc chính là hy vọng có thể có kế sách hay. Đồng thời, không chỉ trường giả dự tiệc, mọi người dù thân phận nào, sĩ nông công thương, hòa thượng đạo sĩ, đều có thể lên nói. Mấy chục vạn người toàn thành, thoạt đầu chẳng ai tin, mãi đến ngày thứ hai, một thợ rèn lỗ mãng xông ra, xương mình chế tạo được một bộ kính hộ tâm trước sau có thể giúp quân sĩ tác chiến, đau thương bất nhập. Nhiếp chính vương bảo hắn đem ra xem, chặt chẽ đúng là chặt chẽ, nhưng người mặc lên như đeo hai cái nổi sắt lớn trước sau, đi nhanh chút là cạch cạch rung động, đương nhiên không xài được. Cả sảnh đường cười to, thế mà nhiếp chính vương không có trách mà trái lại còn khen thường thợ rèn, tặng hắn mực bảo, thân bút để một tấm biển phong thiên hạ đệ nhất cho hắn thợ rèn này là người đầu tiên dám can đảm hưởng ứng thượng sách còn không phải thiên hạ đệ nhất ư lần này không được song nhiếp chính vương cũng gần gũi dân vậy người toàn thành chen chúc tới đủ thể loại đề nghị đều có dĩ nhiên phần lớn là không thể dùng không ít ý nghĩ hão huyền tầm phào như nồi sắt lớn của thiên hạ đệ nhất thợ rèn kia nhiếp chính vương đương nhiên không thể gặp mặt từng người nhưng đúng là có mấy áo trắng đọc luận sách ngang dọc cũng có mấy phần trình độ. Gặp được họ, nhiếp chính vương tự mình chịu kiến nói chuyện, không tiếc ngợi khen, thậm chí đặc biệt ban cho công danh đối với người nổi bật trong số đó. Mấy người này sống ở một vùng sĩ tộc vùng Đông Nam, xem như giờ đây gia tộc đã lụn bại nhưng nội lực đến cùng vẫn còn mấy phần, đồng môn trải rộng thiên hạ. Được đãi ngộ thế, đều cảm thấy vô cùng vinh dự. Mới mấy ngày ngắn ngủi, văn chương ca công tụng đức vì trận xuất quan chiến của triều đình, biến thành không khí, biến thành hướng của lòng dân. Cuối, dưới hành cung bên hồ chen chen chúc chúc toàn là người, trên hồ cũng thuyền lớn nghỉ chật ních, mạn thuyền sát bên mạn thuyền như đất bằng, trẻ nít có thể chạy chơi qua lại trên hồ. Đêm đó, nếu như không gian dưới hành cung có hạn, quả thật là người người toàn đã đến. Đang lúc quần tình kích động, bỗng thấy một người trên thuyền cao giọng hô to. Điện hạ, thảo dân thay mặt dân chờ lệnh, dân chúng Đông Nam ta để biểu lộ lòng chung cam tâm tình nạp thuế ruộng vì đại kế bắc phạt của triều đình. Mong triều đình nhận giúp. Lời vừa ra, một đường được truyền đi, rất nhanh sau đó, các toán người mới còn kích động trong chớp mắt toàn bộ im lặng. Cả đám quay đầu nhìn lại, thấy người lên tiếng đúng là một phú thương trong vùng. Gã cao cao đứng trên đầu thuyền nhà mình, nói rất lời, hướng về phía hành cung dập đầu bình bịch. Nhiếp chính vương đang ngồi trên một đài quan sát ở hành cung lưng chừng núi, chung quanh là quan viên trong vùng ngồi hầu cùng. Ở đó, y có thể nhìn thấy đám người dưới núi mà đám người nhìn lên, cũng có thể thấp thoáng thấy bóng hình đội mũ vàng lưng rộng. Phú thương kia nhanh chóng được truyền đến trước mặt nhiếp chính vương. Lúc này, toàn bộ ven hồ đã là hoàn toàn yên tĩnh, vạn người lặng ngắt như tờ. Thoạt đầu y còn ngồi, lát sau, dưới ánh nhìn vạn chúng chậm rãi đứng lên, bước tới mấy bước, dừng lại, nhìn đám người cao giọng. Đêm nay ngày tốt, hoàng đế bệ hạ dẫu ngồi trong cung cấm chưa thể chính tai nghe được lời nói chân thành như thế, song bệ hạ nhất định có thể cảm giác được lòng trung thành của chư vị hương lão đối với triều đình. Bản vương cũng rất cảm động. Y ngừng đoạn, nhìn quanh một lần, nói tiếp. Trước khi xuất kinh lần này, hoàng đế bệ hạ có rất nhiều căn dặn bổn vương, trong đó có một câu, vĩnh viễn không tăng thuế. Bệ hạ liên tục căn dặn, bảo bổn vương phải thay người truyền đạt câu ấy cho bản dân thiên hạ, để người người được biết. Thái bình thế này, cho dù có gặp quốc chiến, sẽ như trước mắt, triều đình có khó khăn cũng sẽ không kêu gọi thiên hạ bá tánh, thần dân đông nam các người, chịu thêm nửa phần phơi má. Giọng y từ cao đến thấp, từ gần đến xa, từ lưng chừng núi chuyển đến chân núi, lại theo gió bay khắp mặt hồ và bốn phía, thuần hậu mà trong sáng, uy nghiêm mà bình thản. Người người ngẩng đầu, nín thở nhìn bóng người lưng chừng núi. Xưa Thánh Hiền có câu, đạo giả đi xa, cần mượn nhờ xe ngựa. Người vượt sông biển, cần mượn nhờ thuyền bè. Hôm nay đình cũng giống vậy, chuyện triều đình muốn làm, cần có bàn dân thiên hạ trở che. Thần dân các người, ai nấy lo chức vụ của mình. Người làm ruộng thêm cày, người nuôi tầm gia tơ, người làm buôn bán đổi hàng, đem thuế phú các người nên giao nộp sớm kịp giao nộp, quy về quốc khố, ấy là lòng trung thành lớn nhất đối với triều đình, cũng là ủng hộ lớn nhất đối với đại kế Bắc phạt. Lời y vừa buông, yên tĩnh ngắn mùi qua đi, bỗng dưới núi và trên mặt hồ, tiếng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế vang lên từng đợt, rồi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, âm thanh chấn động giữa núi sông, rung chuyển lòng người. phục tùng trong vui vẻ này, không cần nói cũng biết. nhiếp chính vương nói xong, mỉm cười ngồi về chỗ. đợi âm thanh reo hò dưới núi ngừng, thái thú đến bên cạnh nhiếp chính vương, góp lời. lòng dân hướng về, sĩ nông công thương đông nam các nơi, người người đều muốn góp một phần lực vì triều đình. đã vĩnh viễn không tăng thuế sao không tiếp nhận quyên tặng, miễn lạnh lẽo tấm lòng mọi người. Muốn biểu lộ người khen có thể đưa người quyên tặng vào sách tuyên vinh, tặng thường những người tích cực ra sức, thí dụ như trao vinh hàm. Thái thú nói xong, người chung quanh đều xương phải, nhiếp chính vương cũng gật đầu, thái thú lập tức sai người truyền lời xuống. Vừa nãy phu thư máu nóng sông lên đầu sổ ra câu kia, trong lòng vô số người dưới núi đều có chút trột dạ sợ nhiếp chính vương thuận thế nói được, thầm mắng phú thương là cái vòi phun máu chó. Rất nhiều địa chủ và gia tộc quyền thế đều đã hạ quyết tâm, nếu triều đình thật sự tăng thuế, vậy nhất định phải tìm cách đánh thuế thêm lên đầu tá điền, cách này cực chẳng đã bọn hắn mới phải làm. Đến giờ chuyển hướng, nói có thể quyên tặng, tương ứng sẽ được triều đình khen ngợi, trao tặng vinh hàm, vậy hoàn toàn khác. Tin vừa truyền ra, không ít người xôn xao, phú thương kia là người đầu tiên nhảy dựng, bảo mình muốn quyên tặng 10 vạn, thỉnh cầu duy nhất chỉ là hy vọng nhiếp chính vương cũng ban thường hắn vài chữ giúp đề tấm biển trước gia viên nhà hắn mới khánh thành nhiếp chính vương cho người dẫn phú thương tới chẳng những chính miệng ngợi khen đồng ý đề biển còn gọi người ghi danh hắn vào sách nhận vinh hàm như thế nếu lần sau hoàng đế bệ hạ hay y có nam tuần lần nữa phú thương này sẽ có tư cách cùng quan viên dự gặp mặt phú thương cảm động đến rơi nước mắt dập đầu một hơi mười cái rồi đi xuống trong ánh mắt hâm mộ của đám đông dương dương đắc ý rời đi. Sau đó, nhiếp chính vương tự mình mời một ly với các lão, kết thúc chuyện của y đêm nay, trong chàng cung tiễn sau lưng, y quay người vào hành cung. Lưu hướng đi sát sau nhiếp chính vương. Nói thật, mọi chuyện xảy ra trong đêm nay dường như cũng trong dự liệu, phù hợp với kỳ vọng, sở dĩ nói dường như là vì ở giữa đúng là cũng có bất ngờ. Đó chính là lưu hướng ban đầu vốn âm thầm sắp xếp một người cấp cao, đứng ra đề nghị góp thêm tiền của, sau đó Nhiếp Chính Vương sẽ bác bỏ, người còn chưa mở miệng, trong số người địa phương đã có phú thương tự lên tiếng trước. Từ mai, e là Văn nhân Đông Nam phải bận rộn một phen rồi. Trong lòng ông không khỏi càng thấy bội phục Nhiếp Chính Vương. Ông đưa Nhiếp Chính Vương vào, nhìn cửa cung đóng lại rồi mới quay đi, cho nhân viên giải tán. Cửa cung nặng nề, khi đóng thật chặt sau lưng, mọi âm thanh ồn ào cũng đều bị ngăn ở bên ngoài ý cười trên mặt thúc thần huy cũng biến mất theo, đi thẳng về tầm điện mình ở trong lần này. Y không ở giám xuân các từng ở hai tháng trước, mà là một gian điện phía tây. Còn chưa tới lúc nghỉ ngơi, y ngồi vào bàn, theo thói quen lật tấu chương được khoái mã đưa từ trường an đến, lúc giơ tay phải lên, y liền nghĩ tới một người. Y dừng tay, chậm rãi xoay chuyển nhìn vết thương trong lòng bàn tay mình. Nàng đã rời đi hai tháng, chắc đã về nhạn môn từ lâu giờ này đêm nay, y đã về lại đây, còn nàng, đang ở đâu? Đại doanh nhạn môn, hay thanh mộc doanh, nàng đang làm gì, phóng ngựa rong ruổi tướng sĩ theo cạnh nàng, hay là đã nghỉ ngơi, nằm trong doanh chướng mình? Chắc sau khi quay về nàng chẳng nhớ y đâu nhỉ, còn y thế mà lại nghĩ đến nàng. Vết thương quái quỷ lau không đi trong lòng bàn tay này luôn gợi đòn. Nhìn thấy nó, bảo sao y có thể không nhớ nàng tâm tình thúc thần huy lại trở nên buồn bực. Y đặt tay xuống trong tấu trương, chậm rãi siết chặt lòng bàn tay, rồi buông, lại siết chặt, rồi buông, làm như có thể lấy đó để mau ủi vết thương đi. Bỗng nhiên, Y dừng tay lại. Y nhớ tới một vật. Y trần trừ một lúc, vốn không định đi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm chế được, ra Tây Điện, đi đến giám xuân các nơi hai tháng trước ở cùng cô, đẩy cửa vào. Cùng nhân thắp nến, rời khỏi y nhìn quanh một vòng lập tức mở hết ngăn kéo tìm kiếm mọi chỗ có thể cất đồ không thấy y gọi công nhân phụ trách quét dọn nơi đây hỏi hai tháng trước lúc vương phi đi thu dọn chỗ này người có thấy một chiếc hộp y miêu tả kích thước kiểu dáng hộp công nhân lắc đầu chưa từng thấy thúc thận huy sai người ra ngoài chậm rãi đi tới trước cửa sổ phía nam mở cửa nhìn ra ngoài nàng mang đi sao không 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 có khả năng nàng một người tuyệt tình thế, y đã nói đến vậy, tất nhiên nàng đã vứt đi. Vô cùng có khả năng, lúc rời đi nàng tiện tay vứt luôn vào miệng hồ dưới chân núi. Y cố hết sức kìm nén xúc động tột cùng muốn lập tức sai người xuống nước tìm mới nảy trong lòng, nhìn ra hướng kia. Chân núi cùng trên hồ tụ lên đám người, đã ở lưu hướng cùng ban một người chỉ huy dưới, có thứ tự chậm rãi tán đi. Nơi xa đèn đúc điểm điểm, trộn lẫn lấy tiếng cười tiếng ồn ào theo gió, mơ hồ đưa vào hành cung thúc thận huy đứng đó một lúc lâu chậm rãi quay lại nhìn bốn phía tớ cả đều như trước giường khắc răng voi màn trướng rũ giường mỹ nhân trước cửa sổ chiếc bàn con trên giường cuối cùng y cởi áo nằm lên chiếc giường đã từng cùng nàng ấy ngủ qua ngủ đi y mệt rất mệt y nhắm mắt tĩnh tâm sau chốc lát trong hơi thở y phảng phất người thấy một sợi hơi thở còn vương lại trong trướng của cô lúc này có người nhẹ gõ cửa, y không muốn, không muốn cảm giác y vừa bắt lại được bị xua đi. Nhưng người kia tiếp tục gõ cửa, như rằng nếu y không mở sẽ không bỏ qua. Y choàng mở mắt, giận dữ, xoay người xuống giường nhanh bước ra mở phát cửa. Lưu hướng đứng ở bên ngoài. Chuyện gì? Thấy là lưu hướng, y đè cơn giận, nhưng ngữ khi có chút không vui. Lưu hướng vội hành lễ. Vi thần quấy nhiễu điện hạ nghỉ ngơi là mới nhận được công văn khẩn cấp của Khương Đại tướng quân từ nhạn môn gửi thẳng đến. Vi thần nghĩ chắc rất quan trọng, không dám trễ nái bèn tự mình đưa tới. Mời điện hạ đích thân xem. Một bức thư tín niêm kín bằng si, được hai tay nâng cung kính hiện ra trước mặt Thúc Thần Huy. chương 62 Thúc Thần Huy nhìn qua, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, nhận lấy quay vào, đến cạnh bàn thắp nến, mở thư. Ý liếc mắt rất nhanh qua tấu thư, vẻ mặt bình tĩnh, xí thư không chết, khuấy động tám bộ, dù đột ngột nhưng cũng không tính là bất ngờ gì lớn. Về phần Khương Tổ Vọng, hắn tại nhận được đại hách vương cầu cứu về sau, lập tức phái binh gấp rút tiếp viện, cái này cũng phù hợp thúc thận huy mong muốn. Trước đây sở dĩ y đặt toàn bộ binh quyền trên mặt đất vào tay Khương Tổ Vọng, ngoài ý biểu lộ chuyện thông ra có qua có lại với Khương Tổ Vọng còn là cân nhắc khả năng bắc địch sẽ nổi dậy trước khi đại ngụy xuất quan. Quân tình như lửa cháy, cho Khương Tổ vọng càng nhiều binh quyền chính là vì có thể để ông phản ứng tức khắc, phòng khả năng trễ nãi quân cơ nếu tin tức truyền đi truyền về. Nhưng đọc đến kế tiếp, y đột nhiên sững lại, tim đập cuồng loạn. Dường như y có phần không dám tin vào mắt mình, y đăm đăm nhìn đoạn cuối, từ đáy mắt nhanh chóng giấy lên vẻ lo lắng. Đêm đó sau khi nói chuyện với Khương Hàm Nguyên trên giường, sau khi rõ ràng cùng trung tâm nguyện đã phái người dùng danh nghĩa triều đình đưa binh phù và xác lệnh đi dù lúc ấy y không nói rõ song y tin tưởng trong lòng khương tổ vọng nhất định đã nắm chắc nếu ông ấy đã gả con cho mình như vậy dù mình thả nàng ấy về quân doanh có chuyện nguy hiểm khương tổ vọng hẳn cũng không phái nàng đi làm điểm này y cho rằng căn bản không cần nói rõ với kinh nghiệm lão luyện của khương tổ vọng sao có thể không rõ thúc thận huy tuyệt đối không ngờ rằng khương tổ vọng dám làm việc kiểu này nhìn ngày lạc khoản trên tấu hẳn là ngày nàng về nhạn môn không bao lâu nàng ấy vừa mới về trước đó còn bị tức giận tranh chấp một bữa với mình e là tâm tình và mỏi mệt đi đường còn chưa hồi phục thì khương tổ vọng đã lập tức phái nàng đi chuyến xâm nhập vào vùng đất nguy hiểm của người địch cứ cho là chính nàng yêu cầu đi chả lẽ khương tổ vọng không cự tuyệt sao ông ấy là đại tướng quân nếu ông không hé miệng con gái ông ấy có quật cường cỡ gì cũng không thể tự ý lĩnh phù lên đường thúc thận huy giận điên hận quan ai cách chờ mình không cách nào chắp cánh bay, ném tấu trương cái cạch, nhìn ra ngoài, nghiêm nghị quát. Lưu hướng. Thư do nhạn môn đưa tới khẩn cấp, là chỗ lưu hướng xuất thân, có phần nhớ nhung trong lòng nên mới mình tự mình đưa vào. Sau khi nhiếp chính vương nhận lấy ông cũng chưa lập tức rời đi, đang đứng bên cạnh chờ. Đột nhiên nghe nhiếp chính vương triệu hồi, giọng giận dữ, lòng nhảy lột đột, lập tức bước vội đầy cửa vào. Điện hạ có gì sai bảo? lập tức điều 800 dặm khẩn cấp cho ta, truyền lời ta đến nhạn môn, bảo Khương tổ vọng. Y chợt khựng lại, lưu hướng chờ dây lát, thấy y đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm tấu chương không biết về thứ gì trên bàn, sắc mặt rất khó coi, càng thêm lo lắng cho Khương tổ vọng. Phải biết, 800 dặm khẩn cấp chỉ giới hạn khi có quân tình đột phát hoặc tin tức trọng đại không kém mới dùng cách đưa tin này. Thấy biểu cảm của nhiếp chính vương, hình như không phải quân tình điểm này lưu hướng rất chắc chắn dù có quân tình bao lớn, dù hiện giờ bác địch cho đại binh tiếp cận đánh nhạn môn, ông thấy nhiếp chính vương cũng sẽ không lộ dáng vẻ khó coi thế này. Lưu hướng không nén được nghi ngờ, phải chăng Khương Tổ vọng đã gửi tin gì vô cùng đắc tội nhiếp chính vương? Lưu hướng nín thở đợi chốc lát, thử thăm dò. Điện hạ, Khương Đại tướng quân sao rồi? Hỏi xong, thấy y vẫn không phản ứng, Lưu hướng không dám nói tiếp. Lát sau, cuối cùng thấy y nhấc tay phủi mình đi. Lưu hướng biết ý, đành nén nỗi nghi ngờ bất an trong lòng, cúi đầu lui ra. Thúc thận huy chậm rãi ngồi xuống, nhìn đoạn cuối của thư tấu, mắt cứng đờ, người không nhúc nhích. Sau cơn tức điên sôi sục, y chợt tỉnh ngộ. Dẫu giờ này nàng chưa xuất phát, cũng không ai có thể ngăn cản được nàng. Nếu nàng thật sự là người thích hợp nhất được chọn, Khương Tổ Vọng cũng không được. Về phần mình, về công, y là nhiếp chính vương. Về tư y nào có tư cách, một người vừa mới chờ mặt với nàng cách đây không lâu, e là nàng sau khi về lại nhạn môn luôn tâm tâm niệm niệm của mình, như cá gặp nước, quảng y ra sau đầu từ khi nào. Y đè cảm giác chua xót chợt mãnh liệt dâng trong lòng, chậm rãi đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, đứng yên thật lâu. Đêm nay y về lại chỗ này, ngoài hành công kia, trăm như mày ngài, phồn hoa phấp phới, thoang thoảng có tiếng hát êm tai bay trên bờ hồ còn nàng nàng đang ở nơi nào cho ngựa uống ở chỗ nào rút đao phía bắc mấy ngàn dặm xa đồi cắt vùng bỏ hoang núi cao không trăng khương hàm nguyên và hai ngàn khinh kỵ của cô đã vào đất u châu đang dọc theo đường tắt trường thành mượn bóng đêm che chắn trong vùng hoang dã trong núi tiến từ nam ra bắc phi như bay ra khỏi cao liễu tắc vượt qua một đoạn gọi là biên giới khu vực xong ngày hôm sau khương hàm nguyên và người mình sẽ hoàn toàn tiến vào đất địch giữa dãy núi chập trùng hùng vĩ hoang dã trải ra bát ngát đồng cỏ xinh đẹp thành trì điểm điểm giải rác như sông sao vốn là vùng đất tấn vài chục năm trước đã bị người địch dần dần từng bước xâm chiếm cuối cùng biên giới đẩy mãi xuống nam đến giờ là tuyến nhạn môn sau khi chiếm cứ môn hộ bắc trung nguyên bức tường thật dài bắt nguồn từ nước triệu và nước yến cổ xưa đứng sừng sững vùng đất bắc từng chứng kiến biết bao gió lửa đối với người địch mà nói cũng hoàn toàn mất đi ý nghĩa mấy mươi năm qua cho đến nay, ngoại trừ số ít vài chỗ dùng làm tác điểm cần thiết, để truyền tin hay vật liệu, đoạn còn lại mặc cho bão cắt ăn mòn, bức tường sụp nát. Ngày xưa làng yên binh tường sao, giờ đây biến thành vùng đất bỏ hoang sụt lở, nhưng cũng chính là chỗ che chắn cho Khương Hàm Nguyên hành quân dẫn đường. Sao tường có binh canh phòng và khói báo hiệu? Đây là buổi tối thứ 8 từ khi họ xuất phát. Từ lúc vừa khởi hành, trên đường đều đi qua vùng đất hoang, phóng ngựa cả ngày cũng không thấy một bóng người. Tạo cơ hội cho họ nhanh chóng hành quân, mỗi ngày có thể đi 300 dặm. Nhưng bắt đầu từ hai hôm trước, căn cứ theo địa đồ, họ đã từ từ tiếp cận Nam Vương Phủ U Châu ở quận Yến, quả nhiên, bất ngờ trên đường bắt đầu nhiều hơn. Ngày tối hôm đó, lúc Khương Hàm Nguyên dẫn người dọc theo một đoạn tường hoang tiến lên đã nhận được cảnh báo của Trương Tuấn dò đường phía trước. Ở chỗ cách họ tầm chưa tới vài giảm xuất hiện một tiểu đội lính địch mấy chục người đang đi từ hướng đối diện họ. Lấy hai ngàn tinh kỵ đánh mấy chục người, dĩ nhiên không cần tốn nhiều sức. Nhưng toán người vẫn đang chuyển động gần Nam Vương Phủ, tiêu diệt lính địch không phải là mục đích trên đường của bọn họ, nếu có thể tránh được xung đột chính diện thì tuyệt đối cố hết sức phòng ngừa. Khương Hàm Nguyên quyết định nhanh chóng, lệnh dừng hành động, thu gom toàn bộ, chấn an ngựa kề sát chân tường chờ đợi toán người kia đi qua ngay lúc hai bên gần nhau nhất chỉ còn cách có hai ba chục trượng, Khương Hàm Nguyên thậm chí nghe được tiếng đối phương ở cách lớp tường nói chuyện theo gió chuyển đến. Đấy hẳn là một tiểu đội tuần tra thường ngày, không hề cảm thấy rằng ngay dưới chân tường đổ nát cách chúng không xa là một đội quân hai ngàn người. Sau trận chạm trán, Khương Hàm Nguyên lập tức điều chỉnh kế hoạch hành động. Đổi thành ban ngày ẩn nấp, ban đêm hành động. Ngay ở phía bắc cách quận Yến chưa tới vài trăm dặm, trên địa đồ biểu thị còn có một thành trì khác họ muốn xuyên qua giữa hai bên vào ban ngày là nguy hiểm quá lớn đối với mệnh lệnh của cô dưới trướng cho đến giờ đều tuyệt đối chấp hành ban ngày chia làm vài nhóm lấy khoảng cách có thể liên hệ nhau chia ra nấp ở rừng khe núi cỏ hoang chờ tất cả có thể tìm được chỗ ẩn thân đêm tối tập hợp tiếp tục đi cứ thế ngày nấp đêm ra kiên nhẫn tiến lên dẫu làm vậy sẽ chậm thời gian đi đường nhưng nhanh chóng chứng minh cẩn thận như vậy là rất cần thiết hẳn là vì nguyên nhân phía đại hách giao chiến mà ở vùng này bắt đầu gặp được càng lúc càng nhiều người qua lại đưa tin và trinh sát trên đường có khi gặp cả vào ban đêm may mà nhờ cẩn thận đêm đó sau khi đi suốt một đêm đến bình minh cuối cùng họ đã bỏ lại khu vực nguy hiểm nhất lại sau lưng vào ngày thứ chín lại tiến vào vùng đất hoang lấy tốc độ này nhưng nếu không có gì bất ngờ ba ngày sau họ sẽ đến an long tắc An Long Tắc trước đây là một điểm quan trọng được nước tấn xây dựng để đề phòng Bắc địch, cũng là nơi mà con đường hành quân phía Bắc của cô đến tám bộ buộc phải đi qua, là điểm không xác định lớn nhất trong kế hoạch của cô, nếu vượt qua không trở ngại thì buộc phải lấy được cửa ải. Quân Bắc địch chạy tới tám bộ cũng phải ngang qua An Long Tắc, tất nhiên nơi đó sẽ có chú quân. Đoán chừng số lượng không quá nhiều nhưng cũng không thể bảo dễ như chờ bàn tay. Khương Hàm Nguyên cùng 2.000 người dưới trướng đã chuẩn bị xong tư thế đánh một trận ác liệt. Trong điều kiện ấy, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là tấn công bất ngờ. Khương Hàm Nguyên cho mình thời gian 3 ngày, 3 ngày nhất định phải lấy được, kéo dài hơn thì chẳng những thành phong diệp có khả năng gặp nguy cấp, mà tiếp tế họ mang theo chuyến này cũng tiêu hao hết. Chỉ cần thuận lợi qua An Long Tắc, thành phong diệp của tám bộ, gần ngay trước mắt. Đêm, đội quân khinh kỳ tiếp tục dọc theo đoạn trường thành đi về phía đông, đến tầm giờ hợi, thời tiết chợt đổi, bắt đầu mưa đêm qua hành quân cả đêm hôm nay chỉ được nghỉ ngơi nửa ngày giờ không còn sớm cả đám thấm mệt vốn nên tìm chỗ nghỉ ngơi thì lại đột nhiên trời mưa nhưng quét mắt gần xa chỉ thấy đất hoang trơ trọi đất đá xếp trồng chất cây cối thưa thớt không có chỗ thích hợp tránh mưa qua đêm mưa mỗi lúc một lớn ngay sau đó ai nấy từ đầu đến chân ướt đấm vó ngựa cũng bắt đầu trơn trượt lộ rõ vẻ mệt mỏi trương tuấn dẫn người thăm dò đã về bảo đã xem xét gần đây đều không có chỗ thích hợp dừng chân tránh mưa. Thôi, tướng quân không cần tìm nữa, có tí mưa ấy xá là gì, đi tiếp là được, đại đội chờ ở đây mưa cũng không khỏi đi. Dương hổ lau nước mưa trên mặt, lớn tiếng nói. Đám còn lại cũng có ý đó, nhao nhao phụ họa. Khương Hàm Nguyên đang trầm ngâm bỗng nhớ lại một điểm trên bản đồ. Cô hơi ngửa đầu nhìn đêm mưa tối đen trên đỉnh đầu, nói theo hướng tây nam đi khoảng 10 dặm có thể có một dịch binh sao nước tấn xưa kia, bố trí cho chú quân gần trường thành hẳn hiện giờ đã bỏ hoang. Mưa quá lớn, đường không xa, cứ qua đấy thử xem sao. Sao chạm dịch, chạm ngựa bố trí để dừng chân khi đưa thư. Cả đám thật ra đã mỏi mệt, chẳng qua ban nãy nghĩ không có chỗ nghỉ mới tiếp tục tiến lên. Giờ nữ tướng quân đã nói có thể có, cầu còn không được. Mệnh lệnh nhanh chóng truyền xuống, tướng sĩ cả đội đi theo khương hàm nguyên tìm binh dịch sắp tới nơi vẫn là trương tuấn dẫn thủ hạ đi trước dò đường đám người bắt đầu cảm thấy người rét run đợi một lát thấy trương tuấn phóng ngựa chạy về hô tướng quân phía trước đúng là có một binh dịch bỏ hoang chỗ không nhỏ mọi người chen chúc nhau có thể qua đêm sau đấy còn có cánh rừng vừa vặn có thể cột ngựa khương hàm nguyên nghe vậy nhẹ thở phào bọn dương hồ cũng vui ra mặt cả đám phấn chấn tinh thần tăng tốc chạy theo Trương Tuấn nhanh chóng đến binh dịch. Đúng như lời Trương Tuấn, chỗ này rất lớn, vuông vức ngăn cách trước sau. Bốn phía ban đầu còn có tường bao nhưng vì lâu năm không được tu sửa, có mấy chỗ bị sụp đổ, bên trong mưa rột khắp nơi song dù sao cũng đỡ hơn dầm mưa trực tiếp bên ngoài nhiều. Tướng sĩ bình thường được huấn luyện nghiêm chỉnh, đến nơi, bận rộn nhưng không loạn, tự sắp xếp ngựa phần mình, cho ngựa ăn no rồi mới đến chính mình. Mỗi một người xuất chiến đều mang một túi hành lý tùy thân, bọc bằng vài dầu chống nước, trong có những vật thiết yếu như đá lửa, lương khô, quần áo, cột trên lưng ngựa mỗi người. Sòng đêm nay cũng không dám chắc độ an toàn, nên mỗi người đều chuẩn bị có thể rời đi trong thời gian ngắn nhất nếu cần, tại trong thời gian ngắn nhất đối khả năng đến dị thường làm ra nhanh nhất phản ứng cũng kịp thời rời đi, thứ như bọc hành lý vướng víu vầy, Khương Hàm Nguyên không cho phép đưa vào. Khương Hàm Nguyên hạ lệnh chỉ lấy lương khô binh khí không thể thiếu, còn lại tất cả để lại trên lưng ngựa. Sợ ánh lửa dẫn tới chuyện ngoài ý muốn, chứ đốt trong thời gian ngắn chiếu sáng, cũng không nhóm lửa. Vào trong, tự vắt nước trên y phục, ăn chút lương khô, lập tức tắt lửa, mỗi nhóm trừ lại người canh chừng, còn lại nằm ngay tại chỗ. Khương Hà Nguyên đã quen xử lý quần áo ướt trên người, ngay sau đó ngồi dựa vào một góc chính giữa. Dương Hổ nằm ngang ra đất cách cô mấy bước, xoay lưng lại về phía cô, dùng cơ thể mình chừa cho cô một chỗ trống trải. Phía bên kia là mỗi một chiến hữu, cả đám đi đường mệt mỏi, giờ được ngả vai, tất cả nhanh chóng lần lượt ngủ thiếp đi. Cách qua đêm như này Khương Hà Nguyên là nhìn lắm thành quen. Hiện giờ cô cũng cảm thấy mệt mỏi, cô ngồi trong bóng đêm một lát, nghe tiếng ngáy binh sĩ bên tai, bèn nằm xuống nhanh chóng bảo mình chìm vào giấc ngủ. Chú phản ra ngoài gác đêm, để cô nghỉ ngơi. Cô khép mắt, tiếng mưa rơi ngoài kia ào ào không dứt hoặc là thứ tương tự đêm mưa đã quấy rối tâm trí cô, trong phút chốc cô không cách nào ngủ được. Cô buộc phải ngủ, không ngủ, ngày mai sẽ không đủ sức tiếp tục hành quân. Cô chầm chậm hít thở vài hơi. Bên người, hai ngàn tướng sĩ gối giáo chờ sáng, bọn họ tin tưởng cô vô hạn, giao tính mạng mình cho cô. Người trong thành phong diệp, giờ này cũng đang sôi sục chiến đấu, gấp rút trông mong viện quân đại ngụy đến. Cô nhanh chóng xua tan tạp niệm trong đầu, tiếp tục nhắm mắt chốc lát, từ từ, cơn buồn ngủ như ý nguyện ập tới, ngủ thiếp đi. Trừng nửa đêm, bỗng một tiếng còi thâm trầm mà xé tai vọng vào tai cô. Đây là cảnh báo của gác đêm ngoài kia, nghĩa là có tình huống khẩn cấp. Khương Hàm Nguyên tròn tỉnh, mở mắt, dương hổ dưới chân cô cũng nhanh chóng tỉnh lại, bật dậy, quát đồng đội trên đất. Có biến, tình. Một binh sĩ trực đêm gấp gáp chạy vào, hô Tướng quân, phía đằng sau có một toán người ngựa đang tới, dường như là người địch, bên ngoài trời mưa, chúng không đốt đèn, phát hiện trễ, đã cách không đến hai dặm. Xem có vẻ như là đội xe vận chuyển lương thảo, có lẽ cũng muốn qua đêm ở đây. Binh sĩ ngủ trong dịch đã toàn bộ tỉnh lại, xôn xao cầm đao. Khương Hà Nguyên ra ngoài, trèo lên một đoạn tường bao bị sụp, nhìn ra hướng sáng sổ kia. Trong màn mưa đêm tối, quả nhiên, có một đội nhìn như là đội xe đang đi tới phía này. Có nên lập tức rời đi không? Phản kính hỏi nàng. Nhóm người ngựa này nhìn tầm 300 người, đã cách rất gần. Khương Hàm Nguyên cao cao đứng, ngóng nhìn bốn phía. Trung quanh tất cả đều là vùng bỏ hoang, ngoại trừ cánh rừng không lớn xa xa kia, tầm mắt không gì che chắn, hai ngàn người dẫn ngựa, muốn cứ thế rời đi mà không bị đối phương phát hiện, nắm chắc không lớn. Không, cô từ đầu tường nhảy xuống tất cả lập tức xóa dấu vết của mình, rút lui vào trong rừng, đợi chúng thu xếp đâu vào đấy lại tìm cơ hội rời đi. Phản kính truyền lệnh xuống, binh sĩ nhanh chóng rời khỏi dịch binh, mượn mưa đêm che chắn, lặng lẽ không tiếng động tàn vào cánh rừng, biến mất tâm tích. Mấy ngày gần đây, người địch và phản quân 8 bộ tạo thành liên quân tiến đánh thành phong diệp, tình hình trận chiến rằng co, hao tổn hẳn lớn hơn dự đoán, đây là một đội xe vận chuyển quân nhu sang bên đó, chủ yếu là cung tiễn vì gấp gáp đội vận chuyển đã đi mấy ngày đêm liên tục đêm nay gặp mưa đã rã rời không chịu nổi biết gần đó có chỗ này bèn tạt qua khương hàm nguyên nấp trong rừng binh sĩ mai phục ngay phía sau cô chăm chú quan sát trước đó không xa toán người kia đã đến gần dịch hoang dưới chỉ huy của một thiên phu trưởng dừng một đội xe chuyên chở đồ quân nhu thật dài ngay lập tức vài trăm người ào vào trong dịch ngay sau đó bên trong nhóm lửa tiếng bước chân hỗn tạp qua lại Rõ ràng lọt vào tai. Cô Kiên Nhẫn chờ đợi, mưa nhỏ lại, qua hai khắc, dịch bên trong động tĩnh dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, người bên trong hẳn đã ngủ. Lúc này, mưa cũng ngừng. Khương Hàm Nguyên đợi tiếp hai khắc, ngó Trương Tuấn Mai phục bên cạnh cô. Trương Tuấn hiểu ý, ra khỏi chỗ ẩn nấp, lát sau, anh mò mẫm quay về, thấp giọng n. Xác định bên ngoài chỉ có hai vệ binh, một trái một phải canh giữ trước dịch số còn lại đều ở bên trong. Khương Hàm Nguyên triệu Dương hổ cùng Thôi Lâu. Đưa người, đi xử lý. Hai người gật đầu, một đông một tay, vòng quanh tường bao bị sụp lặng lẽ lẻn đến hai bên trái phải phế dịch kia không còn cổng kia. Trước cửa nhóm đống lửa lớn, hai binh sĩ người địch to con ôm đao trong ngực, đứng trước hai đầu đài đất, đi tới đi lui. Dương hổ và Thôi Lâu nép vào hai bên tường, nhìn nhau, ra hiệu cùng hành động, đếm ba hơi, đến, hai người lập tức thả người ra như mãnh hổ, đánh hai thủ vệ phía phía trước. Dương hổ cầm một trùy thủ trong tay, binh địch chưa nói phản kháng, gần như là còn chưa kịp cảm thấy gì, yết hầu đã bị một lưỡi dao từ sau giò tới cắt đứt. Máu phụt ra, gã kinh hãi, vô thức mở miệng định hô to, lại bị một bàn tay to khỏe chặn mạnh, không phát ra được tí âm thanh gì. Binh địch rất khỏe, còn sức dãy xoay định rút đao, sao rút nổi, dãy ruộng rơi đao, Dương Hổ dùng một cước bắt lấy vỏ đao tránh rơi xuống đất phát ra động tính, hai tay kẹp đầu binh địch còn chưa có chết hẳn, phát lực đột một bẻ sang một bên. Cùng với một tiếng xương sống gãy trầm đục phát ra từ trong da thịt, cổ tên lính địch bị vặn gãy, tắt thở, người mềm nhũn ra đất. Dương Hổ vừa thắng thế, lập tức kéo cả người lẫn đao ra sau đoạn tường cậu vừa nấp kia, đẩy thi thể vào góc tối. Quay lại nhìn đồng đội, thấy thôi lâu bên kia cũng xong việc, hai người ra hiệu rút lui, nhanh chóng xoay người. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 63. Không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không ai từng nghĩ, ngay lúc này, phía trước bỗng bất ngờ xuất hiện bóng một đội quân. Một toán người cưỡi chiến mã cao cấp, vó ngựa hất bùn nhão, như gió cuốn tới gần phế dịch. Người đứng trước nhìn thấy đội xe quân nhu trên đường, quay đầu lỗ mãng gào vào bên trong bằng tiếng người địch. Thiên phu trưởng, cút ra đây! gã mặc một bộ giáp sắc bén, đầu đội một mũ chiến vẽ mặt thú dữ tợn, trên đỉnh cắm lông chỉ đen, đây là trang phục cấp tướng cao trong quân địch mới có. Sau tiếng gầm gừ, trong phế dịch rối loạn một phen, ngay lập tức, thiên phu trưởng còn buồn ngủ chạy vội ra, vừa chạy, vừa hấp tấp mặc y phục, đúng là mới vừa bừng tỉnh. Hắn chạy vội tới trước ngựa tướng quân, chưa đứng vững đã bị một soi quất xuống đỉnh đầu. Đồ rác rưởi, còn chưa đưa đồ đến. Nam Vương hạ lệnh cho tướng quân Khâm Long liều mạng trong một tháng buộc phải nắm được tám bộ. Hiện giờ cha con tiêu ra đưa người trốn vào thành phong diệp, phía trước cần quân tư rất gấp, các người lại ở đây lười biếng. Gã tướng quân vừa chửi vừa vung roi vút không ngừng, thân phận gã không thấp, mặt tay thiên phu trưởng tứ mấy vết máu, nhào xuống dập đầu, không dám tranh luận một tiếng, chỉ hô thủ hạ lập tức chuẩn bị lên đường. Tướng quân quất roi mấy lần, cặp mắt lại quét một vòng xung quanh phế dịch, lại giận tím mặt quất một soi, chỉ vào xe quân nhu trên đường chửi đồng. Chỉ lo đi ngủ, để quân tư kia mà không có một đứa trực đêm. Mật thám người ngụy thường xuyên nhập cảnh điều tra, người không biết sao. Thiên phu trưởng nén đau quay lại ngó sau lưng, không thấy ai bèn giống tên hai tên lính gác đêm, không nghe tiếng trả lời mới sai người đi tìm. Ngay sau đó, binh sĩ tìm được thi thể sau đoạn tường, kéo ra. Thiên phu trưởng kinh hãi, lập tức dẫn thủ hạ dò xét các hướng gã tướng quân đến hối thúc cũng thu roi ra, xuống ngựa ngồi xổm tự mình kiểm tra vết thương trên hai cái xác, lập tức đứng dậy, cảnh giác quan sát khắp, cuối cùng dừng mắt chỗ cánh rừng. Chỗ đó tối thui, gió vắng gào rít qua cánh rừng, nếu có thiên quân vạn mã, sẽ nấp vào đó. Trực giác làm tên tướng quân thấy bất an, gã dừng bước, gọi thiên phu trường, lệnh dẫn người tới xem xét, lại quát một tùy tùng cõng cõng túi đựng tên kế bên. Thả tên báo hiệu. Tùy tùng lập tức bắt cung rút một mũi tiêu tiễn, lắp vào cung bắn lên đỉnh đầu. Loại tiêu tiễn này cải tiến từ loại tên kêu báo hiệu, cán tên dùng xương thú chế thành, trống rỗng, quanh thân có lỗ nhỏ, sau khi bắn ra sẽ tạo tiếng còi chói tai lạ thường, trong quân địch thường dùng để cảnh báo nguy hiểm, triệu gọi đồng đội. Không chỉ thế, quân địch còn huấn luyện người chuyên biệt phân ra các doanh, mục đích là khi bắn tên có thể tạo tiếng càng vang dội. Như lúc này, trời tối người yên, một mũi tên kêu nếu do người được qua huấn luyện bắn ra đủ để tạo âm thanh cảnh báo truyền đến ngoài mười dặm. Bất ngờ tới quá nhanh. Dương hồ ở gần đó, không kịp quay lại trong rừng, lo mình sẽ thu hút chú ý của đám người địch đến cánh rừng, mới khoan rút lui, đang nằm sấp nấp, không ngờ tên tướng người địch sĩ lại khôn như vậy. Gần đó không biết còn bao nhiêu lính người địch nữa, nếu nghe gã gọi đến, hậu quả thiết nghĩ khó lường. Cậu cách đối phương hơn mấy chục bước, trong phút chốc không thể bổ nhào đến ngăn cản, trong tay lại không mang theo cung tên. Thấy địch binh sắp bắn tên, từ dưới đất vọt lên, phóng chủy thủ. Chủy thủ đâm phục ngay ngực binh địch, hắn trao đảo ngã xuống đất, cung tên cũng rơi theo. Tướng quân ngẩng đầu, thấy đối diện đột nhiên vọt lên một người sống ăn mặc như lính dưới trướng, ném dao găm xong chưa dừng lại, dưới chân không hề dừng lại nửa phần. Tiếp tục đánh tới binh sĩ đang vác bao đựng tên báo hiệu kia. Gã hoảng hốt, vừa lùi lại, lớn tiếng gọi thủ hạn đứng kế đó lên bắn tên ngăn cản, vừa gặp nguy không loạn, bản thân nhấc cung tên báo hiệu của gã định tự bắn. Trong tay dương hổ không còn gì có thể dùng làm vũ khí, thấy thế, toàn bộ can đảm tuôn ra. Hai địch binh chạy tới bắn tên vào cậu, mũi tên bay vun vút, một mũi cắm sâu vào bả vai cậu. Mắt cậu đỏ kè, bẻ gãy cắn tên cắm trên người, chẳng những không dừng bước mà trái lại càng thêm mau lẹ, thế như hổ điên, dốc hết sức thả người đánh tới viên tướng quân người địch. Dù có đồng quy vu tận, cậu cũng phải hủy tên báo hiệu có thể lấy mất mạng này. Bỗng lúc này, cùng một tiếng gió vùn vụt, từ hướng mé sau lưng cậu, một thanh đại đao đầu hồ còn trong vỏ dài trường cánh tay, phóng cực mạnh đến tay tướng quân, thân đao lượn vòng, đến vòng cuối cùng nặng nề đập trên mặt của đối phương. Thanh đao cực kỳ nặng nề, cả vỏ chừng ba bốn chục cân, mang một lực tấn công kinh người, sống mũi và xương mặt bị nện nát bét, nửa gương mặt móc vào. Gã hét thảm một tiếng, té ngửa xuống đất, cung tên và tên báo hiệu cũng văng ra. Dương Hổ khẽ giật mình, chưa kịp quay nhìn xem là chuyện gì xảy ra thì bị người đứng sau đẩy ngã nhào. Là mấy mũi tên nhọn bay vụt qua đỉnh đầu, đến khi cậu ngẩng lên đã thấy phản kính. Phản kính đè Dương Hổ tránh tên bay, lập tức thả người nhào tới, chụp thanh đao ném ra ban nãy chưa kịp rút khỏi vỏ rút đao chém tới tên tướng quân đau đến không thể mở mắt. Đầu lăn xuống, một đao nữa, chặt đứt tên báo hiệu và bao đựng tên. Nguy hiểm đã hóa giải, phàn kính ngồi dậy, mắt bắn sắc hung dữ, sách cây đao đẫm máu chém tới đám lính địch bắn tên. Chúng thấy ông dâu xồm mặc đồ giống mình, hung hãn mãnh kinh người chém đứt đầu tướng quân, trong phút chốc hồn phi phách tán, sợ lùi mãi ra sau, quay lại định chạy trốn, chưa được mấy bước đã bị binh sĩ thanh mộc doanh đuổi tới giết chết hai ngàn tướng sĩ từ trong rừng tuôn ra chém giết một trận xong mấy trăm lính địch kể cả tay thiên phu trường toàn bộ bị giết không để lại một tên mặt đất đầy bùn lầy sau cơn mưa lớn máu đen giàn rủa, xác đổ ngổn ngang khắp nơi trương tuấn lục trong xác tướng địch ra một lộ bài đưa đến trước mặt khương hàm nguyên cô nhận lấy mở ra lộ bài được đẽo từ gỗ trên khắc tiếng địch bắt trước chữ chung. nguyên khương hàm nguyên nhận ra là thân phận và tên của tướng địch Đô ý xương hải. Đề phòng làm giả còn đóng một dấu xác nhận bằng si. Đô ý trong quân nước địch tương đương với chức tướng quân ở đại ngụy, phân vị không thấp. Không ngờ lại chết không rõ ràng là một tên quỷ dưới đao đêm nay. Phản tính hỏi. Tướng quân, tiếp theo nên làm gì? Khương Hàm Nguyên nhìn đoàn xe dừng trên đường. Hôm nay đã là ngày thứ 10. Nếu chúng ta đóng vai toán người vận chuyển quân nhu, đi đường sẽ an toàn hơn chút nhưng tốc độ quá chậm, dù để xe trống cũng liên lụy. Ta lo lỡ phía thành phong diệp xảy ra chuyện. Cô ngẫm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất mà đi, nhất định phải đến nơi trong nửa tháng. Nơi này không thể ở lâu, xong việc lập tức lên đường. Phản kính đáp vâng, quay đi chỉ đạo người dọn dẹp sạch sẽ. Lấy lương thực tiếp tế, đổi ngựa cường tráng, giấu kỹ toàn bộ thi thể và đội xe vào trong rừng. Dương Hổ và vài binh sĩ bị thương khác đang xử lý vết thương dương hồ bị thương nặng nhất mũi tên cắm vào vai cậu như móc câu cắm sâu vào cơ không thể trực tiếp rút ra mà chỉ từ từ rạch gỡ bỏ cậu ngồi trên một đoạn tường thân trên cơ bắp để trần quân y đi theo cầm đao rạch thịt mồ hôi lạnh dịn như hạt đậu trên trán cậu cắn răng thúc giục nhanh lên ông chậm chạp thế làm gì sinh ra đứa con còn kịp chạy luôn đấy quân y cười nhạo dương tiểu tướng quân của ta vậy cậu sinh đi sinh cho ta xem thử vừa nói vừa thừa dịp cậu chưa sẵn sàng, nạy mũi dao. Càng. Một mũi tên đẫm máu bị lấy ra, rớt xuống mâm sắt. Máu đen theo miệng vết thương phụt lên. Dương hổ thấy đau đớn cả người, gầm to một tiếng, đang nghe răng trợn mắt bỗng thấy Khương Hàm Nguyên đi tới, lập tức nhịn đau, ngậm miệng. Khương Hàm Nguyên hỏi qua vết thương mười mấy người kia, đều là trời chóc nhỏ không đáng lo ngại, cuối cùng đi đến trước Dương Hồ hỏi thương thế thế nào. Quần y rửa vết thương cho Dương Hồ, Nhanh nhẹn băng bó, cười nói. Đã lấy mũi tên ra, may mà không thương tổn khớp, ra thịt tiểu tướng quân dày, tĩnh dưỡng rồi sẽ ổn. Khương Hà Nguyên gật đầu, nhìn Dương Hổ. Đau lắm à, chú Phàn bảo cậu quên mình cào tên báo hiệu, suýt đã xảy ra chuyện. Dương Hổ thấy nữ tướng quân hỏi thăm, mắt đầy lo lắng, giọng ôn hòa, mặt thầm nóng lên, tim đập thình thịch, chỉ lắc đầu nói không đau. Trách tôi bất tài nếu không phải phàn tướng quân kịp thời đánh chết người ngăn tên báo hiệu, giờ không biết sao nữa. Tôi muốn tạ ơn cứu mạng của ông ấy. Bình thường phàn kính luôn mặt lạnh tanh, lúc nào cũng đàn áp khắp chỗ đối với tụi binh sĩ Dương Hồ trẻ tuổi nóng tính. Bọn Dương Hồ luôn lén kín đáo phê bình ông, sau lưng gọi phàn già phàn già, bảo ông cáo mượn oai hùng, giờ nhớ lại màn mạo hiểm vừa nãy. Dương Hồ chẳng những bội phục cúi dạp đầu mà còn vừa xấu hổ, vừa cảm kích không thôi. Chuyện ngoài ý muốn không liên quan đến cậu. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng tốt. Cậu không sao thì tốt rồi, nghỉ ngơi một chút rồi lên đường, không vấn đề gì chứ. Không vấn đề. Dương Hổ lớn tiếng đáp. Khương Hàm Nguyên vỗ vỗ cánh tay cậu rồi rời đi. Trời chưa sáng, toán người rời phế dịch sau lưng, ngựa không dừng vó tiếp tục trang bị nhẹ nhàng nhanh chóng đuổi tới trước, diệt mấy nhóm lẻ tẻ binh địch gặp trên đường hẹp, thẳng tiến, cách một ngày đường là tới An Long Tắc nhận lệnh dẫn theo một ngàn binh đến quan tắc này là một võ tướng người tấn trước đây đã đầu hàng nước địch tên là hoàng tu nghe thủ hạ đến báo đội ý sương hải dẫn một đội quân đang đi đến thành phong diệp đã thẩm tra đối chiếu lộ bài không sai hiện đang chờ ngoài thành đội ý sương hải là tướng tài đắc lực của tướng quân khâm long tướng quân khâm long lại được nam vương xí thư trọng dụng là thủ lĩnh tối cao trong trận đánh chiếm tám bộ lần này hoàng tu chẳng qua là một quan người hán đầu hàng bình thường đều bị người xem thường, sao dám lạnh nhạt, bèn vội vàng sửa sang y quan, tự mình ra khỏi tường thành đón, xa xa, nhìn thấy một toán người dừng bên ngoài mấy trượng. Người chính giữa đội màn che chán, che nửa gương mặt, sau tấm rèm chỉ lộ một đôi mắt và nửa gương mặt dưới, đội mũ chiến mũ lông chỉ đen vẽ mặt thú dữ, khoác một bộ giáp sắc đen, một tay sấn cương, ngồi cao cao trên chiến mã. Chính là trang phục của đội úy Sương Hải. Trái phải phía sau, là một đám kỵ sĩ quất ngựa theo cùng, ai nấy dáng người trầm ổn, thần thái nghiêm túc. Đây là một đội kỵ binh tinh nhuệ tung hoành ngàn dặm đánh bá cường địch. Thời khắc này, dù yên tĩnh nhưng vẫn tản ra một sức bước người mãnh liệt. Hoàng tu chạy vội mấy bước, rồi chậm dần, đến gần thêm mấy bước, dừng lại, nhìn nửa khuôn mặt lộ ra dưới màn của người đối diện, lại nhìn sang cây trường thương trên tay phải đối phương, chợt nghẹn ngào. Ngươi không phải đô ý xương hải hắn theo người địch nhiều năm, bình thường quen dùng tiếng địch nhưng lúc này vì quá kinh hãi nên bất giác bật thốt bằng tiếng mẹ đẻ. Khương Hàm Nguyên nhấc màn mũ, lạnh lùng nói. Ta không phải. Hoàng Tu kinh ngạc ngây người, nhìn khuôn mặt cô gái này, đột nhiên kịp phản ứng, thét lên. Mau đóng cửa, người nước nguy đến. Vừa gào vừa sách ngựa quay người chạy vào trong cửa thành. Khương Hàm Nguyên nâng trường thương, vung tay ném đến người trước mặt, cán trường thương như sao sẹt bắn tới, đâm vào lồng ngực vị tướng tấn hàng địch. Đầu thương nhuốm máu, xuyên ngực, đem theo người lùi tiếp về sau 7-8 bước, cuối cùng găm vào cửa thành đang hốt hoảng đóng một nửa kia. Trường thương vừa ra khỏi tay, Khương Hàm Nguyên liền phóng ngựa lướt lên, thoát cái đến trước cửa thành, xoay người nắm chặt cán thương rút ra khỏi người, không hề dừng một nhịp, tiếp tục vung thương đẩy tên lính đang đóng cửa thành, đầu thương đẩy cửa thành, một ngựa đi đầu, thẳng tiến xuyên tường thành. Máu phọt ra từ một lỗ to trước ngực hoàng tu nước bọt trào khóe miệng ngã xuống trong cơn dãy gụa bị vô số chiến mã theo sát cô sông vào tường thành dẫm dưới gót sắt đạp thành thịt nhão thôi lâu mang theo nỏ binh dọc theo đường đạp leo lên thành lâu nhanh chóng khống chế trên cao lập tức xếp hàng bắn tên về đám binh địch đang tuôn ra từ quan tắc trên cổng thành hàng loạt lượt tên bắn như mưa ra một nhóm bắn một nhóm trên mặt đất binh địch chúng tên ngã xuống kêu rên khắp nơi gần cửa thành Khương Hàm Nguyên dẫn chiến sĩ chém giết, nhanh chóng giết chết toàn bộ binh địch trong thành, toàn đại đội không chút trở ngại xông vào quan tắc. Bên cạnh An Long Tắc có một đoạn trường thành trên núi cao, dù hiện giờ đã bỏ hoang nhưng lại bị cô sử dụng. Theo kế hoạch ban đầu của cô, từ chỗ đó về sau, lợi dụng đêm tối trèo lên núi, vượt qua trường thành, đánh vào An Long Tắc. Bây giờ vì gặp sự cố trên đường trên đường, ngược lại chuyện trở nên thuận lợi. Vừa mới nửa ngày, An Long Tắc bị phá, Diệp vài trăm người, số còn lại hốt hoảng chạy trốn. Đã đến đây, cho dù Nam Vương Phủ có nhận được tin cô đã đột nhập cũng không thể cản trở. Khương Hàm Nguyên không còn truy sát, nghỉ sơ sau đó, rồi dẫn khinh kỵ lao thẳng tới thành phong diệp đã gần trong gang tấc. Thúc thận Huy dừng chân ở tiền đường trước sau tổng cộng 10 ngày. Hôm nay, cuối cùng Y đã kết thúc những chuyện phải làm trong chuyến năm tuần. Tháng tư Y ra khỏi trường An, nhoáng một cái giờ đã là tháng 8 theo kế hoạch, sáng mai y sẽ khởi hành về kinh. Trước khi đi một ngày, y cải trang đơn giản, đi bái biệt mẹ mình. mươi 64, Trang Thái Phi ở Thắng Sơn, một chỗ nghỉ dưỡng ngoài thành Bắc. Hôm đó trời chưa sáng, Thúc Thận Huy cưỡi ngựa khởi hành, đến chưa đến. Trong núi yên tĩnh âm u không một bóng người, y lần theo thềm đá đi lên, vào cung lư xây trong núi, vào cửa ẩn hiện có thể thấy được góc phòng điện tác, bóng cây xanh biếc, tiếng chim ríu rít bên cạnh là gian ni am chuông vang sớm chiều, là chỗ thai phi ở lâu dài dưỡng sinh mấy năm qua. Thủ vệ mở cửa, y đi đến phòng phía nam chỗ mẹ ở, lệnh cho lưu hướng chờ bên ngoài, tự mình dọc theo lối đi xuyên qua một đình viện không lớn thưa thất mai vàng, dừng ở trước thềm nhà. Đã có người đưa tin y tới từ trước, nhưng không ngờ từ bên trong một thái giám chấp sự trước kia đã theo mẹ y đến hành cung đi tới, đầu tiên là cung cung kính kính hành lễ với y. Sau đó thuật lại lời mẹ y. Nhận tâm ý của ngài, về đi." Thúc Thần Huy khẽ giật mình, nhìn vào trong, Thái giám truyền lời xong biết hẳn là y sẽ hỏi, không đợi y mở miệng, vội vàng lùi xuống hầu bên cạnh y. Quả nhiên, nghe y hỏi, "Đừng nói mẫu phi ta không có đây." Thái giám khom người, "Đúng là không có ở đây." Thái phi chỉ nói một câu vậy, "Bà bận việc gì à?" Thái giám lại khom người, "Bẩm điện hạ, chuyện này nô tỳ không biết, Thái phi ở bên trong." là già trang truyền lời. Thục thần huy cao mày, đứng dưới thêm một lát. Ngươi thay ta truyền lời vào. Ngừng đoạn. Lần này con đi, không biết ngày nào mới có thể đến cảm tạ ân thân, con trai cực kỳ không nỡ, xin mẹ chăm bớt chút thì giờ gặp mặt. Thái giám vâng đáp, quay người vội đi vào. Thục thần huy một mình chờ ở đình viện, lát sau, thái giám lại vội đi ra. Thục thần huy nhìn thấy sắc mặt khó xử của ông, đã biết kết quả. Quả nhiên, thái giám đến gần, khom mình hành lễ xong ấp úng thái phi nói không muốn chậm trễ việc của điện hạ bảo điện hạ về thúc thận huy trầm mặc đứng yên trên thềm một lát không nói không rằng bỗng vung vạt áo bào đi đến cạnh cánh cửa quỳ gối xuống nền gạch xanh thái giám giật mình điện hạ định đưa tay dìu y trần chưa một lúc lại rút tay về xoay người đi vào bóng thái giám biến mất sau cửa không ra nữa trong đình viện chỉ còn một mình thúc thận huy bóng mặt trời dần rời bên tai yên ắng bóng người quỳ trên đất từ viên gạch phía bên phải y từ từ chuyển đến dưới gối lại từ từ sang bên trái dọc theo người đến chiều mặt trời lặn xuống phía tây trạng vạng tối nghe sát vách chuyển đến mấy hồi chuông muộn y đã quỳ sắp xỉ ba canh giờ đình viện trước thềm không có cây cối che phủ cái nóng của mặt trời rội lên đầu tràn y tươm đầy mồ hôi y phục ướt đẫm dán chặt lên lưng y dần dần mồ hôi làm, xiêm y dính bết vào nhau. Y ngậm chặt môi khô, không hề nhúc nhích, vẫn luôn quỳ, hai mắt nhìn cánh cửa phía trước. Trang thị âm thầm vừa đi vừa về không biết bao nhiêu lần. Lần cuối đi ra, nấp ở chỗ khuất sau cửa, ngó bóng hình quỳ trong nắng chiều, đau lòng muốn chết, vội vàng quay lại trước cửa phòng Trang Thái Phi quỳ xuống khẩn cầu. Thái Phi, Điện Hà đã quỳ nửa ngày rồi, một ngụm nước ngài còn chưa uống. Nếu Thái Phi không gặp, ngài sẽ không đứng dậy đâu, tính tình điện hạ lẽ nào Thái Phi không biết. Ngài cứ quỳ đấy thì sao thân thể chịu nổi. Mấy năm qua điện hạ vất vả vì nước, lo lắng hết lòng cũng không dễ dàng, lần này quay về lại tiếp tục như thế. Tiểu tỳ cầu xin Thái Phi, gọi ngài vào được không? Bà nói, mắt đỏ lên, giọng cũng có phần nghẹn ngào. Trong môn yên lặng chốc lát, rốt cuộc nghe một giọng nói vọng ra. Gọi nó vào đi. Trang thị vội vàng dập đầu tạ ơn, đứng dậy lau khóe mắt, xoay người vội bước ra. thúc thận huy quỳ trên con đường lát gạch xanh trong nắng chiều, hai đầu gối chịu trọng lực của toàn cơ thể. lúc đầu còn biết đau đớn biến thành kim châm, rồi tê dại, lúc này đã như không phải là của chính y. cửa lại mở, y thấy trang thị vội vàng ra, xuống bậc cấp đến bên cạnh y. điện hà đứng lên đi, thái phi gọi điện hà vào. bà vai thúc thận huy hơi nhúc nhích, chậm rãi đứng lên. quỳ quá lâu lúc mới đứng dậy y đứng không vững, trang thị cuốn quyết đưa tay đỡ y, lớn tiếng gọi người tới cùng đỡ. Lưu hướng đang chờ ngoài đình viện, qua nửa ngày, xuyên qua khe cửa khép hở ông đã thấy bóng lưng nhiếp chính vương quỷ gối trước bậc cấp trước đình. Ông nào dám bước vào, làm bộ không biết, đứng bên ngoài bồi hồi, lo lắng chờ đợi. Rốt cuộc đợi được bên trong có người ra, thấy thế, tim nảy lên, định nhấc chân chạy tới, thì sau cánh cửa đã vội vàng ào ra mấy thái giám và cung nữ, đỡ người, xoa đầu gối. Lưu hướng dừng bước, lui lại. Thúc thần huy nhắm mắt đứng một lát, đợi đến cơn tê dại tan dần, nhẹ gật đầu với trang thị, né khỏi nâng đỡ, bước lên bậc cấp đi vào. Trang thị theo sát, dẫn đường cho y, nhận một chén trà do lão cung nữ ra đón mời y uống ngụm nước trước. Thúc thần huy không nhận, đi thẳng vào. Cửa mở, nắng chiều vàng từ cửa sổ phía tây nghiêng chiếu đến, trang thái phi đang ngồi trên chiếc giường thấp. Thuốc thận huy đi đến trước mặt bà, lại quỳ xuống cung kính dập đầu, thấp giọng Làm con bất hiếu, là lỗi của con, làm mẹ nổi giận. Xin mẹ bớt giận. Trang thái phi liếc y, thản nhiên nói. Con sai ở đâu nào? Thuốc thận huy chậm rãi ngừng đầu, đối mặt với hai luồng ánh mắt từ chỗ mẹ ngồi lia tới. Y đương nhiên rõ vì sao mẹ không gặp mình. Hôm ấy sau khi bà rời đi, y cùng Khương Hàm Nguyên còn ở lại. Đủ chuyện giữa hai người sau này, bà không biết hết tất thảy thì cũng nghe thấy ít nhiều. Bà là vì Khương Hàm Nguyên mà trừng phạt mình. Từ sau đêm mưa to gió lớn quyết liệt đến cùng với nàng ấy, cho đến giờ, mấy tháng qua bề ngoài y vẫn như thường, bận rộn nhưng vẫn đâu ra đấy làm chuyện mà thân là nhiếp chính đại ngụy y phải làm. Song trong lòng y lại cực kỳ ức chế, có một sợi cây cung vẫn luôn siết căng. Nhưng y luôn cảm thấy mình hoàn toàn khống chế được sợi dây cung này. Mãi đến hôm nhận được tấu của Khương Tổ Vọng, Dây cung bỗng căng đứt. Tất cả đều là y phải chịu, y tình nguyện nhận lấy. Cơn đau đớn trên cơ thể này thẳng như hòa hợp với tâm ý y, y, đổi lấy có chỗ phóng thích trong lòng. Mà ngay phút này, nghe mẹ hỏi y sai ở đâu, tự dưng mờ mịt trong lòng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Đêm mưa ấy qua đi, y phẫn nộ mà thất vọng, hoặc là, chưa chắc không xen lẫn mấy phần oán hận và không biết làm sao mà y tuyệt đối sẽ không thừa nhận đủ loại tâm tư ấy từ lúc nhận tấu của khương tổ vọng trở đi tất cả không còn quan trọng nữa trong lòng y chỉ còn hối hận và lo lắng y hối hận đêm đó mình không nên mất trí điên cuồng dò xét nàng ấy biết rõ không có kết quả như ý mà y vẫn làm nếu đêm đó y nhịn lại xem như không việc gì nói thẳng chỗ đáng ngờ trong thân phận hòa thượng kia cho nàng ấy vậy thì giờ dù quan ải cách xa trí ít con người nàng vẫn là của y Y vốn nên tuân thủ nghiêm chỉnh ý nghĩ lúc xưa lấy nàng. Khi đó y bố trí tân phòng ở phồn chỉ viện, chính là vì muốn giữ lại cho mình một chỗ cuối cùng có thể ở. Nếu tình thế cho phép, nàng ấy cũng không có dị nghị, vậy thì vẫn hòa thuận cử án tề mi cùng nàng sống đời. Giờ chuyện đã thế này, nhất định phải nói ra chỗ sai, thì là lỗi của y đêm đó không kiềm được đi vặn vẹo nàng, lỗi ở y bị nàng mê hoặc, lỗi ở y quá quan tâm nàng, hy vọng nàng giờ đây thích mình nhiều hơn, giống như y trong lòng chỉ có y, một mình y, chứ không phải cùng gối cùng giường với y mà trong mộng say vẫn có người nào khác. Mà phút này, y chẳng thể kể tội nàng không phải với mẹ, những thứ cha tấn nàng dồn lên mình. Nàng lấy mình, nhưng trong mộng là người khác, vì mình xử lý người đó mà nàng phản ứng mãnh liệt, thậm chí quỳ xuống cắt tóc. Y có tư cách gì yêu cầu nàng như thế? Vì ban đầu y cũng là vì đại ngụy mà lấy nàng. Y chậm rãi mím môi, cảm thấy lòng bàn tay đột nhiên có rút đau đớn, đau dữ dội, như muốn khiến y đau đến không chịu đựng nổi. Trang Thái Phi thấy thằng con chỉ quỳ đó không nói không rằng, dáng vẻ cuột cường đến cùng. Bà càng thêm tức giận, lại nhìn thêm, thấy sắc mặt nó trắng bệch, hình như không thoải mái, hay là nó quỳ dưới nắng nửa ngày bị cảm nắng rồi. Vừa không biết làm sao, vừa đau lòng, bèn gọi y đứng dậy, y cũng không có phản ứng. Thái Phi càng thêm khẩn trương, quên tức giận, vội đứng lên gọi trang thì tới kéo thằng con dậy, lệnh nó ngồi xuống uống nước. Thái Phi dùng nước ấm tự tay vắt khăn định lau mặt giúp y. Thúc thận huy xoay mặt tránh bàn tay Thái Phi, tự nhận lấy lau mồ hôi trên mặt, thấp giọng nói. Con không sao, mẹ không cần phải lo. Thái Phi thu tay lại, nhìn y đăm đăm một lát, hỏi. Hủy hủy đã bình an về nhạn môn rồi hả? Dạo này có tin của con bé không? Thúc thận huy ngừng đoạn. Dạ, nhìn ra bóng chiều ngoài cửa sổ, ngừng lại. Thái Phi khẽ thở dài. Ta sẽ không hỏi vì sao hai đứa cãi nhau nữa. Ta có hỏi con cũng không nói. Bà nhìn thằng con đang im lặng. Con cũng đừng trách ta bất công. Chuyện khác ta không biết, ta khó mà nói. Nhưng ta nghe nói, hôm đó con không đợi mưa tạnh, hừng đông đã bỏ nó mà đi. Con đối xử với con bé thế, là con cực kỳ không phải. Mặc kệ đêm đó vì sao hai đứa cãi nhau, lúc trước con lấy con bé, con cũng đâu có hỏi nó tình nguyện hay là không con bé cho dù có một vạn điều không muốn trong lòng thì nó cũng vào thế buộc phải gả vào trường an con đã như ý nguyện giờ dù con có bất mãn gì với con bé thì lúc giận dỗi nó ta hy vọng con nên nghĩ thêm vì thứ gì mà con bé lấy con làm chồng lời nên nói lần trước ở hành cung ta đã nói cả rồi ta vẫn một câu hủy hủy là đứa bé tốt con đối xử tốt với nó nó sẽ không phụ con thuốc thận huy chậm rãi thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, nhìn mẹ nở nụ cười, gật đầu. giờ con đã nhớ rõ rồi à? đúng là lỗi của con, con sẽ xin lỗi hủy hủy, mẹ hãy yên tâm. thái phi lắc đầu, thầm thở dài. y được thái phi giữ lại dùng cơm, trước khi lên đèn, lưu luyến không rời bái biệt mà đi. thái phi tiễn y ra ngoài cửa, dừng ở bậc thềm đưa mắt nhìn bóng con. bóng điện hạ đã khuất, thái phi vẫn đứng đấy, thật lâu không nỡ quay vào. Trang thị lẳng lặng hầu một bên, chợt nghe Thái Phi thấp giọng nói. Tâm tình hủy hủy vào trường an này đó, ta hẳn cũng hiểu được. Nên ta càng đau lòng cho con bé. Có điều, ta cũng thật sự có lòng riêng, vì con ta, ta hy vọng hủy hủy có thể. Bà ngừng đoạn, đưa mắt nhìn bầu trời phương Bắc, nơi đó vẫn còn chút vạt nắng tàn rực rỡ. Dưới nắng tàn, một tòa hoàng thành xa xa không nhìn rõ. Cho dù tương lai thế nào, nếu hủy hủy có thể bầu bạn với nó, không rời không bỏ, ta thật sự có thể yên tâm." Trang thị đỡ bà, dịu dàng nói. Điện hạ và nữ tướng quân trời sinh một cặp, cũng đều là người trí tuệ, có va chạm sẽ tự nhanh chóng nghĩ rõ ràng. Thái phi cứ yên tâm, chờ lần sau điện hạ đưa nữ tướng quân tới, hẳn sẽ không giống cảnh này." Trang thái phi trầm tư một lát, mỉm cười, gật đầu nói. "Chị nói rất đúng, ta chờ là được." Thúc Thận Huy bước đi, lưu hướng theo y xuống núi. Thấy ý cười trên mặt không còn, giữa lông mày hình như vẻ buồn bực, sao dám nói nhiều, chỉ cắm đầu đi theo. Đến khi đoàn người cưỡi ngựa về thành, đến dưới chân núi Hành cung, đêm đã khuya. Sáng mai khởi hành, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta thấy hơi nóng, ở đây hóng gió chút rồi lên. Các ngươi không cần lo cho ta." Thúc Thận Huy bỗng nói, xuống ngựa, ném cương cho tùy tùng, đi tới dọc bờ hồ. Lưu Hướng thấy y đứng ven bờ hồ, hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt hồ, không biết đang suy nghĩ gì. Nước hồ đen thấm hơi khiếp người, sao ông dám nghe theo, đành cho thủ hạ rời đi, còn mình vẫn đi theo nhưng không dám quá gần, đứng ngoài mấy chục bước thôi. Nhiếp Chính Vương lại ngẩng nhìn bầu trời đêm phương bắc, bóng lưng cứng lại như bức tượng. Lưu hướng chờ mãi, lúc thì nghĩ đến hôm nay Nhiếp Chính Vương ăn canh bế môn của Thái phi, quỳ nửa ngày, lúc thì nghĩ đến đêm đó, vẻ mặt ngài cứng ngắc ôm bàn tay đẫm máu do kiếm cắt đi tới cho đến giờ, ông vẫn không hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng giữa nhiếp chính vương và vương phi có xung đột không nhỏ, là rõ ràng. Tất cả cũng đều bắt nguồn từ đêm hôm ấy, ông tìm nhiếp chính vương nói chuyện về vị hòa thượng vô sinh kia. Lưu hướng đẻ bứt sức trong lòng, nhìn sắc trời, bước lên mấy bước nói. Điện hạ, thật sự là không còn sớm. Điện hạ đi nghỉ ngơi đi. Nhiếp chính vương vẫn không nhúc nhích, ngay lúc lưu hướng không biết phải làm sao, chợt nghe y mở miệng. Trước kia ông cũng là bộ hạ của Khương Tổ vọng, nghe nói lúc bé Vương phi lớn lên ngay trong quân doanh, lúc đó ông từng gặp nàng chứ? Y không quay đầu lại. Lưu Hướng khẽ giật mình, kịp phản ứng rất nhanh, bước lên nói. Bẩm điện hạ, vi thần đúng là từng gặp, Vương phi từ rất nhỏ, tầm 6 7 tuổi đã vào quân doanh. Nói xong, thấy Nhiếp Chính Vương như khẽ giật mình, chậm rãi quay lại nhìn ông. Nhỏ vậy à? lưu hướng gật đầu vâng y im lặng một lát lại hỏi lúc bé nàng ấy thế nào lưu hướng nói lúc nhỏ vương phi không thích nói chuyện khi vừa tới còn là một bé gái trắng trẻo như ngọc tuy tuổi còn nhỏ song lại muốn tự thao luyện với bộ tốt thoạt đầu không ai xem là thật chỉ cho là cô ấy chỉ hứng chí nhất thời nào ngờ trời chưa sáng cô ấy đã thức dậy đến tối về doanh ngày nào cũng như ngày nào gió mặc gió mưa mặc mưa vi thần chưa từng gặp người nào kiên nhẫn như thế, huống chi là một bé gái. Không gạt điện hạ, lúc ấy Vương Phi là bộ tốt ngay dưới tay vi thần trong doanh trại, tay chân thường xuyên va đậm bầm chày, có khi vi thần còn thấy không đành lòng, còn cô ấy lại không màng. Sau này vi thần về Trường An, không qua lại với phía nhạn môn nữa, sau đó nhiều năm, tin tức về Vương Phi vi thần được nghe lại là năm đó cô ấy dẫn người đoạt lại thanh mộc nguyên. Nói xong, thấy nhiếp chính vương lại từ từ quay đi, đưa mắt nhìn mặt hồ, thật lâu, trầm thấp nói. Thì ra ông với nàng ấy, còn có chỗ quen biết cũ như thế. Rồi y im bặt, lưu hướng nhìn bóng lưng ủ ruột của y, do dự thật lâu, lại nói. Điện hạ, thần cả gan có câu quá giới hạn, không biết có nên nói hay không. Nói đi. Y vẫn nhìn mặt hồ. Hôm đó sau khi điện hạ đi, thần đưa Vương Phi. Vương Phi là một người rộng rãi, nếu điện hạ có lời, dù hai nơi cách xa, cũng có thể viết thư cho ngài ấy dù là chuyện gì, Vương Phi hẳn sẽ không so đo. Huống chi, trước kia Vương Phi cũng là ngưỡng mộ điện hạ mà gả vào Vương Phủ. Thúc thần Huy quay lại. Ý ông là gì? Sao ông biết nàng ngưỡng mộ ta? Lưu hướng thực sự bị ấy nấy vây khốn, hy vọng hai người làm hòa, chắc mình không đến mức trở thành kẻ có tội, mới ức chế không kiềm được nói ra. Giờ nghe y hỏi dồn, ông giật mình vì lỡ lời, tim nhảy lên, cuốn quyết lùi lại mấy bước, cúi đầu nói là vi thần tự đoán lung tung, điện hạ rồng trương phượng tư, vương phi lẽ nào có chỗ không cảm mến. Thúc thận huy chậm rãi quay lại, hai tay thả lỏng phía sau, nhìn chầm chầm lưu hướng, nói. Ông với nàng ấy có chuyện gì, lẽ nào dám giấu giếm ta? chương 65, trong mắt lưu hướng, nhiếp chính vương chức phận cao quý, cũng vô cùng có thủ đoạn, nhưng đối đãi người bên cạnh luôn khoan hậu, không phải người ngồi trên cao muốn gây khó dễ người, càng không cần phải nhắc lại chuyện mùa thu năm ngoái ở hồ quốc tự, từ sau dạo ấy, Lưu Hướng đối với y, thực sự luôn một tấm lòng trung thành. Cũng chính vì vậy, vừa rồi thấy y đêm khuya còn dạo bên hồ, hình như trong ngực có uất ức, thấy y hỏi về chuyện tiểu nữ quân trước đây, trong hỏi đáp có mấy phần cảm giác thành thật với nhau, mới khiến ông nhất thời buông lòng, bật thốt ra một câu kia. Trong tích tắc này bầu không khí đã bỗng dưng khác biệt. Lòng Lưu Hướng kinh sợ không thôi, y vừa dứt lời, bèn kịp phản ứng, quỳ xuống. Mùa thu năm ngoái ngày Thọ Lan Thái Hậu, chớ nói sau đó ở Hồ Quốc tự xảy ra kịch tính thay đổi của triều đình mà ông cơ bản không hề ngờ tới, cho dù không có chuyện gì, ông cũng không thể để ai biết ông vì ân tình đã tự ý cho người đi vào, dù là con gái chủ cũ xem như ông từng nhìn lớn lên, chắc chắn cô ý không có bất kỳ giã tâm gì. Hành vi này với chức vị của ông mà nói là kiêm kỵ rất lớn. Nào ngờ lúc này trong phút chốc buông lòng cũng vì muốn an ủi mà ông vô ý lộ ra nửa câu, bị phát giác ngay, lọt vào tra hỏi. Đối mặt với chủ thượng sinh nghi, lưu hướng không dám thể thốt phủ nhận cũng không dám nói ra ẩn tình, chỉ có thể cúi đầu thật sâu không dám nhìn. Thúc thận huy thấy dáng vẻ ông thế, nhớ lại câu ông vừa nói. Trước kia vương phi cũng là ngưỡng mộ điện hạ mà gả vào vương phủ. Càng thấy có ý riêng. Liên quan đến nàng ấy, không hỏi cho ra lẽ, sao y có thể bỏ qua y nhìn lưu hướng đang quỳ cắm đầu xuống đất. ngẩng lên. Giọng y không lớn, không tức giận, nhưng uy nghiêm trong lời đập vào mặt. Lưu hướng chậm rãi ngẩng lên, đối mặt với hai luồng ánh mắt nhiếp chính vương phóng tới. Nói. Rốt cuộc lưu hướng hết cách né tránh, cắn răng kể lại chuyện ngày đó ở hộ quốc tự ông đang làm việc, nữ tướng quân tìm tới xin ông được vào chùa. Lúc ấy vi thần có nghe ngóng được tin điện hạ cầu thân. Vốn vi thần không muốn nhận lời, Song Vương phi nói, chỉ muốn nhìn Điện hạ một lát. Vi thần thấy Vương phi một mình chạy vào kinh, phong trần mệt mỏi, nghĩ rằng cô ấy chỉ là vì hôn sự mà đến, tâm tình con gái muốn kiểm tra tình cảm tuyệt đối không có giá tâm, lại ngại mất mặt, Vi thần liền hồ đồ, bảo cô ấy giả làm thủ hạ Vi thần mà vào. Sau đó trong chùa xảy ra sự cố, Điện hạ trừ gian, Vi thần ốc còn không mang nổi mình ốc, nên không đi tìm cô ấy, Vương phi tự ra đi. Trong suy nghĩ của Lưu Hướng tiểu nữ quân ngàn dặm xa xôi đơn độc cưỡi ngựa vào kinh thành, chỉ vì đến nhìn nhiếp chính vương một chút, đây chính là cô chính miệng nói, sau đó cô quay về nhạn môn, thuận thuận lợi lợi lấy chồng. Không phải cô ấy hài lòng, thì là gì? Chỉ trách ban nãy lỡ miệng, ông thấy nghe mình kể lại, sắc mặt nhiếp chính vương dưới ánh trăng chẳng những không dịu đi mà hình như càng thêm khó coi, không khỏi toát mồ hôi hột đầy đầu. Điện hạ thứ tội, vi thần cũng biết việc vi thần ngày đó làm ra thất trách cực lớn. Điện Hà cứ xử lý, vi thần cam tâm nhận tội. Nói xong, ông dập đầu chấm đất, không dám thẳng người, chờ mãi không thấy nhiếp chính vương mở miệng. Ông khẽ ngừng lên, thấy y đứng thẳng, khép mắt, sắc mặt lạnh cứng, cả người cứng đờ không hề nhúc nhích. Lưu hướng chỉ nói ngài ấy đang thất vọng mình vô cùng nên mới phản ứng vậy, rét run trong lòng, càng thêm xấu hổ, dập đầu với y, chờ đợi y mở miệng, tự gỡ mũ quan, đặt trên đất buồn thảm nói. Vi thần cô phụ tin tưởng của Điện Hạ, Điện Hạ bớt giận. Vi thần tự lĩnh tội, lưu hướng. Đột nhiên, nghe tiếng gọi xé giọng như nghiến răng bên tai, ngắt lời lưu hướng. Cả người ông chấn động, ngẩng lên, nhìn thấy nhiếp chính vương trợn mắt, hình như có lửa giận từ mắt ngài, phun vào mình chằm chằm. Mùa thu năm ngoái ở hộ quốc tử. Chỉ nghe y oán hận nói một câu. Giỏi, giỏi cho một tên lưu hướng. Tựa như y giận đến run cả giọng ngày thu năm ngoái vương phi đã đến vậy mà ông giấu ta lâu như vậy lưu hướng khẽ giật mình ông vốn cho rằng nhiếp chính vương trách tội là do mình tự ý thả người sao nghe chất giọng ngài lúc này hình như là tức giận vì mình không nói sớm cho ngài biết thế lưu hướng lúng túng điện hạ điện hạ bớt giận sở dĩ tội thần không dám báo cho điện hạ một là do tội thần cũng biết không nên sợ bị trách tội hai là vương phi muốn nhìn lén điện hạ trước ngày cưới tất nhiên ngài ấy cũng không muốn ai biết. Sắc mặt nhiếp chính vương như chuyển sang xanh xám. Lưu hướng không nói nữa, phù phục tới đất, sau lưng lạnh buốt. Một lát sau, nghe tiếng bước chân xa dần bên tai, mới nhổm dậy thấy nhiếp chính vương đã đi về hướng hành cung. Y bước nhanh lên con đường vào núi, vội ngang qua thủ vệ trực đêm, biến mất trong bóng đêm. Nói trong 23 năm thúc thận huy từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một đêm giận dữ và xấu hổ thế này, cũng không hề quá đáng y nằm mơ cũng không ngờ mùa thu năm ngoái ở hộ quốc tự ngoài những chuyện thắt cổ cao vương nói câu tạm biệt ôn loan tự thoại với thiếu đế thì ra hôm đó còn có một người khác nấp trong chùa nàng ấy vì mình mà đến tất nhiên hôm đó đã ở ngay bên cạnh mình song ẩn nấp vô cùng tốt nên mình không thể cảm thấy thôi nàng nhìn thấy mình loại trừ cao vương cũng không quan trọng vấn đề là ngay sau đó mình lại gặp ôn loan chia tay một màn lúc ấy tất nhiên là nàng cũng nấp gần đấy đã thấy cũng đã nghe hết cả điểm này thúc thận huy cực kỳ khẳng định đến khi lưu hướng mặt đầy đau thương quỳ xuống thỉnh tội với y y từ từ nhắm mắt từng câu nhớ lại những gì hôm đó y và cô con gái của ân sư mà y hơi cảm thấy thiệt thòi đã nói y đầy chắc chắn với ôn loan một cô gái có lan tâm chắc chắn nàng ấy sẽ hiểu hắn dùng lời lẽ ôn hòa nhất cùng với cách không đến mức đả thương người nhất để nói ra ý chân chính của mình quá khứ từ lâu đã không thể giữ y từ lâu cũng không còn là an nhạc vương thiếu niên nàng ấy sẽ buông bỏ hoàn toàn là con gái của ân sư là cô gái có tài nghệ và khuôn mặt đẹp mà thời niên thiếu của y từng thưởng thức nàng ấy xứng được đối đãi đó nhưng trong tai người khác tình cảnh lúc đó e sẽ hiểu thành y là vì thông gia bị ép chia ly với người có tình thúc thận huy bây giờ không còn sức xem nên làm gì lưu hướng y nén nỗi xúc động muốn đập một phát cho ông bay xuống hồ quay người nhanh bước đi. Lúc leo lên bậc cấp lên núi, y siết chặt đấm, lưng toát mồ hôi lúc lạnh, lúc nóng, người như bị sốt rét, tâm hoàng khí đoạn. Cũng mãi đến khoảnh khắc này y mới tỉnh táo lại, vì sao sau khi cưới, nàng ấy luôn tận sức thành toàn và thậm chí là có thái độ tác hợp đối với mình và ôn loan, vì sao nàng gả vào nhưng vốn không có ý định cùng y lâu dài, đến đao định tình cũng không muốn mang đi. Y nhất định phải giải thích rõ ràng với nàng. Lập tức viết thư cho nàng, dù rằng phải dùng đến bậc tin khẩn cấp 800 dặm phải tiêu hao rất nhiều nhân lực cũng không tiếc. Y nhất định phải làm nàng ấy hiểu, có một số việc trên đời, dù có tận mắt thấy tận tai nghe, có khi cũng chưa hẳn là thật. Y không thể dễ dàng để nàng tiếp tục hiểu lầm nữa. Điện hạ về rồi, hôm nay đưa tới rất nhiều tấu, còn có một bức thư của bệ hạ, Nô Tỳ đặt cả trên bàn sách của điện hạ. Theo kế hoạch ban đầu, trạng vạng tối nhiếp chính vương sẽ về. Ai ngờ đến lúc này vẫn chưa về, Trương Bảo đứng ở cổng hành cung nhìn quanh, bỗng thấy nhiếp chính vương xuất hiện, vội vàng chạy ra đón, miệng nói, mắt đã thấy cặp mắt y nhìn thẳng phía trước, đi ngang qua bên cạnh, nhanh bước lên cung dai, vội vàng bước. Thúc thận huy đi thẳng vào thư phòng, mở giấy viết thư, chấm mực liếm bút, bắt đầu viết thư. Mới viết mấy chữ vợ của ta thấy chữ như thấy mặt, ngừng bút nhìn ánh nến, ngây ngẩn ra. Viết thư, hữu dụng không? Nàng ấy sẽ tin tưởng lời giải thích trên thư mình viết sao? Hơn nữa, ngay khoảnh khắc này nàng ấy đang tác chiến ở tám bộ. Theo dự tính của y, dù mọi việc tiến triển thuận lợi, đợi khi nàng ấy về nhanh nhất cũng là chuyện mấy tháng sau. Mà cho dù thư của y có thể lấy tốc độ nhanh nhất đưa đi nhận môn, dự tính sau 6 7 ngày là đến, y cũng không thể sai người tiếp tục gửi ra chiến trường. Tại lúc khẩn trương nàng đang tập trung toàn bộ tinh thần vào chiến sự, y có thể nào lấy chuyện thế này phân tán lòng nàng. Thúc thận huy chậm rãi buông bút. Vậy, bỏ hết mọi thứ, thừa dịp mình còn đang ở đây, tìm cái cớ lập tức vòng đi nhãn môn, đợi nàng khải hoàn, chính miệng giải thích với nàng. Sau khi phụ hoàng qua đời, đã bao nhiêu năm y chưa từng làm chuyện tùy ý tùy tâm như thế. Lúc hoàng huynh còn sống, cực kỳ tin tưởng y, khắp nơi nể trọng. Y không phải làm việc ở triều đình thì là xuống địa phương, hối hả ngược xuôi, trừ khổ yên dân mấy năm nay thiếu đế kế vị y lập tức bị chiều chính và công văn ép đến mức không được rảnh rỗi kể cả một lát y từng đặt câu hỏi với chính mình như nói với thiếu đế hoàng cung với mình mà nói không phải lồng giam mà là trách nhiệm quả thật y đã nhận định như vậy đối với thiếu đế tương lai buộc phải chấp trường hoàng cung mà nói càng không thể xem nó là lồng giam thân là nhiếp chính y buộc phải làm tấm gương tốt làm con đường đúng đắn dẫn thiếu đế nhưng trên thực tế, trách nhiệm sao không phải là một thứ trói buộc chứ? Hiện giờ, ngày phút này, dứt bỏ tất cả trách nhiệm khoác lên người y, đi nhạn môn tìm nàng. Thúc thận huy bị y nghĩ này kích thích đến máu cả người chảy nhanh hơn. Tìm y đập thình thịch, không ngừng dục dã bước chân y, nhưng, y thật có thể chứ? Y ngồi không yên, chợt đứng lên, thong thả bước mấy bước trong thư phòng hành cung, tưởng tượng lúc nàng khải hoàn, chợt thấy cảnh y đứng trước mặt nàng, mà nhiệt huyết sôi trào. Y cất bước ra ngoài, đang định cho người gọi lưu hướng tới, sắp xếp công việc, bỗng, y chậm bước. Y nghĩ tới một chuyện vì mình chấn động quá mức mà không để ý đến. Vì sao nàng lại một mình lặng lẽ vào kinh thành nhìn y? Lưu hướng nói nàng ấy mang tâm sự riêng của thiếu nữ, nên ngàn giảm xa xôi chỉ đến nhìn y một cái, thứ lý do này, đến lưu hướng cũng thấy phải, chứ thúc thận huy cơ bản nửa điểm cũng không tin. Y ngừng bước, nhắm mắt, Nhớ lại lần nữa đối thoại của mình với Ôn Loan và sau đó là Thiếu Đế. Y nói với Ôn Loan 17 tuổi y đã lập hùng tâm, muốn thu phục môn hộ phương Bắc. Y tường thuật rõ ràng cho Thiếu Đế lợi hại của việc cầu cưới con gái Khương Tổ vọng. Y nghĩ rồi nghĩ, máu nóng cuối cùng nguội lại, rồi chậm rãi tỉnh táo lại. Y đã hiểu. Ngày đó Hiền Vương từ nhạn môn trở về, từng nói hình như nàng ấy vì kháng cự hôn sự, mất tích một thời gian. Giờ xem ra là lúc nàng vào kinh, vốn nàng không muốn lấy chồng, song trời xuôi đất khiến, chính vào ngày hôm đó, biết mục đích ghi cưới nàng, hẳn cũng hợp tâm nguyện của nàng nên đổi chủ ý, quay về rồi, cực kỳ phối hợp gả vào trường an, làm vương phi của y. Đến khi nghĩ rõ ràng nhân quả trước sau, tất cả dũng khí vừa rồi vì xúc động mà dâng của thúc thận huy, cũng không còn. Xem như y đuổi theo giải thích với nàng chuyện y và ôn loan, hay là cho dù không có sự tồn tại của ôn loan, thì có lợi gì đối với khốn cảnh của y lúc này? Ngay lúc mới bắt đầu đại hôn, nàng đã hiểu cả, đã nhìn thấu y từ lâu. Còn y lại không mảy may hay biết, đủ thứ hành động để duy trì mối quan hệ lấy lòng nàng, ở trong mắt nàng chắc đều là trò hề vụng về. Nàng có để ý chuyện giữa y và ôn loan trăng? Căn bản không có, người ở trong lòng nàng vốn cũng đâu phải là y, chỉ là vì hai người có chung chí hướng, nàng tỉnh tháo gả đi, còn đại nghĩa tác thành cho y đến chừng đạt được mục đích với tính tình thoải mái không bị ràng buộc của nàng cuộc hôn nhân này dĩ nhiên không cần thiết tiếp tục duy trì ước gì không biết chuyện này biết rồi ngoài xấu hổ lúng túng ủ rũ cực kỳ còn có thể mang đến cho y cái gì có điều nếu bảo y xem như chưa xảy ra chuyện gì cứ thế chôn xuống y lại thấy không cam lòng vạn phần không cam lòng đến cùng là đi hay không đi nửa đêm về sáng Thúc thần huy cứ thế, giữa hai quyết định đi hay ở giao động, ngồi trong thư phòng cả đêm. Mãi đến khi bó đuốc trên bàn sắp tàn, y cũng không đứng dậy. Cuối cùng y bị một tiếng gõ cửa đánh thức, choàng mở mắt, mới giật mình thì ra mình đã ngồi ngay bàn sách, tiếp đi. Giờ phút này, tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ. Y chậm rãi ngồi dậy, đủ thứ phiền nhiễu nghĩ ngợi cả đêm lại nổi lên trong lòng. Y xoa chán đau đến căng nhức, cho người vào. Trương Bảo đẩy cửa, cẩn thận thó đầu vào thăm dò, nhìn y nói: "Điện hạ, Lưu tướng quân bảo nô tỳ đến hỏi một tiếng, điện hạ sẽ theo kế hoạch hôm nay khởi hành hay là hoãn lại?" Thúc Thận Huy đột nhiên nhớ lại, đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Đội ngũ đã căng tinh kỳ chỉnh tề dưới chân núi, chi chít đầy người, ngoài những viên quan theo y chuyến này, còn có các quan viên và đông đảo thân sĩ vọng tộc các vùng đông nam đến đây chờ đưa tiễn y những người này quyên góp tích cực vàng dòng bạc trắng tổng số rất khá thúc thận huy khép mắt cố hết sức nén cảm giác nóng này bực bội trong lòng quay đầu lại lại thấy bức thư của thiếu đế bày trên bàn cùng với đám tấu chương đưa đến hôm qua y quay lại cầm lên xem qua tấu chương nội dung đều liên quan đến chiến sự ở tám bộ đám hiền vương phụ chính đã giúp thiếu đế trả lời xong xuôi chỉ đưa tới cho y xem qua y thả xuống lại cầm phong thư thiếu đế gửi vừa mở thư xem hết, ánh mắt khẽ động, nhíu mày. Y không do dự nữa, nhanh chóng thu tư lự trong lòng, ngẩng lên căn dặn. Thay y phục, theo kế hoạch khởi hành, lập tức hồi kinh. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.